Tới tìm nữ Nhi Hải Như Nguyệt, lúc này bà ta tìm Hải Như Nguyệt đương nhiên là vì chuyện yến Triệu Ngưng chiến hòa đàm. Dù Thương Kiến Hùng đã nói rõ nhưng bà ta cũng biết, chỉ sợ Thương Triều Tông cũng khó mà quyết được việc này, các thế lực tu sĩ phía sau đang đấu đến đỏ mắt rồi, đó mới là mấu chốt để quyết định hòa hay chiến. Dù Thương Triều Tông có thể chạy vậy giúp, nhưng tùy tiện đi tìm y khẳng định là cũng vô dụng. Tìm đứa cháu ruột thân cận như vậy còn vô dụng, trông cậy gì vào Thương Triều Tông quan hệ thân thích còn xa hơn. Bởi vậy bà ta tới tìm nữ nhi của mình, dù sao đó cũng là con gái mình rứt ruột sinh ra, mình cầu nó, có lẽ còn có ích. Dù sao nữ nhi của mình cũng đang nắm giữ nhân mã Kim Châu, hiện đang liên hợp tác chiến với Thương Triều Tông, trong tay nắm giữ binh quyền, khẳng định là có chút ảnh hưởng đến Thương Triều Tông. Chỉ cần có thể thuyết phục nữ nhi cùng mình đi tìm Thương Triều Tông, chuyện bàn bạc cũng sẽ chắc chắn hơn chút. Mà sở dĩ hải như Nguyệt ở Nam Châu là vì chiến sự còn chưa kết thúc hải như nguyệt đang ở tạm nam châu xử lý chuyện ở kim châu về phần chiến sự nơi tiền tuyến bà ta chưa từng lên chiến trường cũng không biết đánh trận cũng là bị tình thế ép buộc nên đã giao cho thương triều tông toàn quyền chỉ huy nhân mã kim châu dù hai nước yến triệu thế nào thân phận thương ấu lan vẫn còn đó biết thương ấu lan tới chẳng những hải như nguyệt ra mặt nghinh đón mà ngay cả vương phi phượng nhược nam ôm cái bụng lớn cùng quận chúa thương thục thanh cũng đi đón còn phải gọi một tiếng cô nãi nãi dù đã từng nghe nói đến phượng nhược nam người cao ngựa lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy tướng mạo của nàng, thương ấu lan cũng hơi bất ngờ. Bà ta cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nào có vương phi gì chưa từng thấy qua, nhưng chưa từng gặp vương phi nào cao thế này. Bà ta cũng chỉ đành âm thầm thở dài, quả nhiên là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì thượng vị, không ngờ nữ nhân tư sắc thế này thương triều tông cũng cưới. Có khi nàng dâu của một hoàng tộc nhàn tản của vương gia cũng đẹp hơn vị vương phi này đi chương 1251, tâm như sắt 2. Còn về thương thục thanh, bà ta cũng thầm thở dài. Có ai không biết thương gia huyết thống cao quý, vậy mà nữ nhi thương gia lại có một người xấu như thế, lại còn xấu đến mức đáng sợ, cũng coi như là một đóa kỳ hoa độc nhất. Bà ta cũng không biết nên nói thương triều tông có cái vận gì, người trí thân bên cạnh không có một ai dẹp mắt. Lão bà thì cao lớn như nam nhân, muội muội xấu xí dọa người. Vận khí gì thế này? Nghĩ bụng như vậy, Bà ta lại liếc sang nhìn nữ nhi của mình. Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, thiếu chút nữa đã thành thân càng thêm thân, Thương Thục Thanh này không khéo còn là cháu ngoại của mình. Nếu nàng do nữ nhi mình sinh ra, hẳn là sẽ không khó coi như vậy. Hẳn là bà ta cũng biết đến đoạn tình cảm của biểu huynh muội khi năm xưa Hải Như Nguyệt bị đưa đến kinh thành nước Yến làm con tin, chắc hẳn Thương Kiến Bá chính là nam nhân đầu tiên của Hải Như Nguyệt. Cũng không biết có phải trời cao đã định nữ nhi này của mình có duyên với vị biểu huynh Thương Kiến Bá kia không. Năm xưa ở Yến Kinh bà ta được thương kiến bá che chở, bây giờ lại được nhi tử của thương kiến bá che chở. Nghĩ chuyện cũ trước kia, lại nghĩ tới hôm nay, biết bao mưa bụi hòa với phong vân biến ảo, lại có biết bao vui cười và huyết lệ, khiến cho người ta không thể không cảm khái. Nhưng bà ta vẫn nắm tay thương thục thanh, vỗ vỗ trong lòng bàn tay, thanh nhi, lần trước gặp con chắc phải 20 năm rồi, khi ta về nhà thăm thân. Phụ vương của con đưa con và ca ca con tới gặp ta. Khi đó con còn nhỏ, có khi bây giờ không còn nhớ ta đâu. Thương Thục Thanh khách khí đáp, còn vẫn luôn khắc sâu ấn tượng về âm dung tiếu mạo của cô nãi nãi, đến giờ vẫn chưa quên. Ngoài thành không phải nơi nói chuyện, mấy nàng mời Thương Ấu Lan vào trong. Chủ nhà muốn sắp xếp chỗ nghỉ cho Thương Ấu Lan, nhưng bà ta tỏ ý không cần, muốn ở cùng nữ nhi mình. Phượng Nhược Nam cũng chỉ tận tình địa chủ, không miễn cưỡng. Có người như Lam Như Đình làm mưu sĩ nhắc nhở bên cạnh, nàng sắp xếp không có sai lầm gì dù thương thục thanh là muội muội của thương triều tông nhưng xét về một mặt nào đó thì địa vị vẫn kém phượng nhược nam một chút phượng nhược nam là vương phi là nữ chủ nhân nơi này thương triều tông không ở đây nàng sẽ là chủ nhà cũng chẳng có cách nào nếu phụ mẫu vẫn còn nếu là ở nhà mẹ đẻ ở phủ ninh vương năm xưa khẳng định địa vị của phượng nhược nam sẽ không bằng quận chúa là nàng khi thương triều tông chưa lập gia đình sống nương tựa lẫn nhau muội muội cũng coi như nữ chủ nhân ở đây nhưng bây giờ y đã thành ra đã tự lập môn hộ, Phượng Nhược Nam đương nhiên là nữ chủ nhân vương phủ. Điều này, ngay cả Mông Sơn Minh và Lam Như Đình cũng vô tình ủng hộ, thương thuộc thanh thân là quận chúa cũng chỉ có thể bất chi bất giác đứng sang một bên, chắp tay nhường vị trí nữ chủ nhân cho Phượng Nhược Nam. Đứa cháu ngoại kia của ta đâu? Vừa đến trạch viện của Hải Như Nguyệt, thương ấu Lan đã hỏi ngoại tôn. Hải Như Nguyệt cười cứng ngắc, thực ra bà ta không muốn để mẫu thân gặp nhi tử của mình, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân mình, muốn gặp cháu ngoại cũng là hợp tình hợp lý, không tiện làm trái, đành phải sai người bế tới. Thấy cậu nhóc trắng trẻo đã có thể tập tính đi đường, thương ấu lan cười vui vẻ, không để ý tới thân phận thái hậu cao quý, ngồi xổm xuống cười ôm lấy cháu ngoại, hôn lấy hôn để, có vẻ rất yêu thích. Phần lớn người già đều thích trẻ con, lớn tuổi rồi, từng trải nhiều, biết lòng người phức tạp, mà trẻ con lại rất đơn giản, người già có thể thực sự buông lỏng cảnh giác với chúng. Sau đó, bà ta quay sang ngoắc ngoắc, cho thái giám bưng đến một cái hộp con, mở ra, tự tay lấy một cái khóa vàng tinh mỹ khéo léo muốn đeo lên cổ cháu ngoại. Hai như nguyệt trợn trừng hai mắt, như con mèo bị dẫm phải đuôi, hét váng lên, không được. Tiếng hét chói tai dọa cho đám người nhảy dựng lên, cũng dọa đám tu sĩ hộ vệ xung quanh nhào nhào chạy ra, pháp sư tùy tùng bên cạnh thương ấu lan cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Hải như nguyệt đẩy tay mẫu thân ra, ôm lấy nhi tử tránh đi, cho người bế thằng bé ra ngoài. Thương ấu lan chậm rãi đứng dậy, trong tay vẫn cầm cái khóa vàng, hỏi là chúc tâm ý vi nương tặng cho cháu ngoại, vì sao con lại từ chối. Hải như nguyệt đau khổ lắc đầu đáp, mẫu hậu, nữ nhi sợ. Số lễ vật lần trước các người đưa tới IA suýt nữa đã hại tính mạng của nữ nhi và cháu ngoại của ngài. Nữ nhi thực sự sợ, lễ vật các ngài tặng thực khó phòng bị, con thực sự không dám tùy tiện. Chưa dứt lời, bà ta lại lắc đầu, ý tứ này, ai cũng hiểu, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sắc mặt thương ấu lan lạnh đi ngay cả mẫu thân con cũng không tin phải không hải như nguyệt bất đắc dĩ nói chính vì tin ngài nên con mới nhịn không được mà chạm vào đồ các ngài đưa tới cũng là ngài giữ lại những vật kỷ niệm của nữ nhi khi còn bé sao ngài có thể nhẫn tâm hạ độc vào những thứ kỷ niệm khi còn bé của nữ nhi chứ lời này khiến cho thương ấu lan đau khổ không chịu nổi nguyệt nhi con hiểu lầm rồi không phải nương làm là là hoàng đế khi ấy nương cũng không biết mãi sau này mới biết nương cũng đã mắng hoàng đế một trận. Vốn bà ta định nói là huynh trưởng của con, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành hoàng đế. Hải như nguyệt lắc đầu, ai làm không quan trọng nữa. Những thứ kỷ niệm ngài đưa tới đã trở thành ác mộng của con. Con đã châm một mồi lửa đốt rụi, thực sự không dám giữ lại, đều bỏ hết. Lời này như mũi khoan khoan vào tim thương ấu lan vậy, bà ta đành chậm chậm thả khóa vàng vào trong hộp, phất tay cho người dưới lui ra. Hải như nguyệt cũng phất tay cho hộ vệ đang nhìn chầm chầm lui xuống hai mẹ con gặp nhau đều cẩn thận đề phòng đến mức thế này người xem đều thở dài không thôi không còn quá nhiều người thường ấu lan tiến tới nắm tay hải như nguyệt nguyệt nhi nương biết con sống không dễ những năm nay thực sự thiệt thòi cho con rồi chớp mắt tất cả chuyện cũng nổi lên trong lòng không biết bao lần chơi vơi bên bờ sinh tử không biết bao lần phải cầu thả với đủ loại nam nhân cởi y phục của mình chỉ để cầu sinh đổi lấy vô số lời phỉ báng châm chọc ngay cả đứa con lớn của mình cũng không để ý tới biết bao chua xót hải như nguyệt ứa nước mắt nghẹn ngào lắc đầu, không có việc gì, con quen rồi. Nhiều năm như vậy con chưa từng về kinh thành thăm nương, nương cũng không oán con. Nương là người từng trải, nương hiểu, nương biết con khó xử, nương đều hiểu, nhưng nương không biết làm sao. Thường ấu lan vỗ vỗ mở u bàn tay nữ nhi, nước mắt cũng doanh tròng. Không nhịn được nữa, hải như nguyệt ôm mẫu thân gào khóc. Thường ấu lan vỗ về lưng con gái, ngửa mặt lên trời rơi lệ, Chờ hai mẹ con ổn định cảm xúc, lau khô nước mắt, Hải Như Nguyệt lại trở thành Hải Như Nguyệt hiện giờ, không còn là đứa con gái trẻ tuổi ngây thơ vẫn ước mơ vào tương lai của mẫu thân nữa. Có một số việc chỉ có thể khiến bà ta cảm động nhất thời, chứ không khiến bà ta xử trí theo cảm tính. Trái tim đã trải qua gió mưa cứng rắn như sắt, khi thương ấu lan đề cập đến chuyện Yến Triệu, Hải Như Nguyệt nhìn trái nhìn phải nói rằng không thể nói tiếp về chuyện này nữa. Cuối cùng, thương ấu lan bị ép cuống lên, thốt ra, Nguyệt Nhi, có phải con muốn bức chết nương mới cam tâm? Nương, thực sự việc này con không quyết được, vô dụng thôi. Con chưa cố gắng thử một lần làm sao biết sẽ vô dụng? Nương ở đây cam đoan với con, chỉ cần được việc, chẳng những là Kim Châu, nương nhất định sẽ khiến cho hoàng đế đồng ý chia hai châu của nước Triệu cho con, được không? Nương, giờ nói chuyện này, ngài không cảm thấy đã muộn rồi sao? Thương ấu Lan đau lòng nói, đó là ca ca của con mà. Các con đều là miếng thịt từ trên người nương rơi xuống. Vì sao huynh muội hai đứa nhất định phải đi tới bước thủ tục tương tàn này? Chương 1252, ngày chọn trường an xem hết hoa. Hải Như Nguyệt lặng lẽ hỏi lại, nương, khi ca muốn giết con, ngài có cản, hoặc cản được y sao? Không nói đến chuyện con có làm được hay không, thực ra, trong lòng ngài còn hiểu rõ hơn tất thảy, hôm nay con buông tha cho y, hôm khác y sẽ vẫn phải giết con. Chỉ cần có cơ hội, y sẽ không cho con đường sống. Như hữu đạo đâu, con dẫn tiến giúp nương một chút được không? xem như nương van xin con nương không được đâu kim châu nếu nữ nhi còn có cơ hội quay về nương đến kim châu ở đi nhất định nữ nhi sẽ hiếu thuận ngài thật tốt thiếu nữ năm đó trải qua mưa gió tâm như sắt cường độ chấn động của cuộc chiến yến triệu đã giảm xuống thoạt đầu cuộc chiến rất mãnh liệt là vì thương triều tông và mông sơn minh không biết ý đồ của ngưu hữu đạo chỉ biết liều chết chấp hành Chuyện bài binh bố trận chém giết trên chiến trường không phải chỉ xem trên giấy là có thể hiểu, nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến. Về phương diện này, Ngưu Hữu Đạo có thể nói là chẳng biết gì, cũng không dành quá nhiều tinh lực cho nó. Vì thế, hắn đã giao toàn quyền cho đám người Thương Triều Tông đi làm. Hiểu được ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhanh chóng điều chỉnh tác chiến, không cần bỏ ra cái giá quá lớn để liều chết với quân Triệu, chỉ cần kềm chế người của họ ở phía đông là được chờ thời cơ thích hợp khi đó quân triệu ở chiến tuyến phía đông không cần đánh cũng bị bại thế công của quân yến giãn ra bây giờ lại đến quân triệu vội vã giao chiến khiến cho tình hình chiến sự với quân yến bị đảo lộn đại đô đốc bàng đằng gấp đến độ như lửa cháy đến nơi triều đình hung hăng thúc giục ông ta ông ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng để rảnh tay giải quyết phản quân điền mã ở phía tây ông ta cũng biết thế cục đột nhiên biến thành như thế tất có liên quan đến sinh tử tồn vong của nước triệu chẳng những triều đình ngay cả ba đại phái nước triệu cũng gấp đến muốn đòi mạng. Không ít người bên trong nội bộ nước triệu đều hoảng hồn. Lúc trước, nhiều người phản đối như vậy, nói cái gì là binh giả hung hiểm, không nên khai mở chiến sự, còn nói nước tống chính là vết xe đổ, nhưng hoàng đế lại không nghe. Đại đô đốc bàng đằng lại châm ngòi thổi gió, bây giờ biến thành như thế này, tranh luận giữa hôn quân và gian thần đều bị lôi ra. Lúc này, áp lực của hai người là có thể nghĩ. Bàng đằng đã dốc hết vốn liếng để giải quyết chiến sự ở phía đông. Nhưng Mông Sơn Minh không phải là loại người ăn chay, làm sao có thể để cho Bàng Đằng đạt như ý nguyện. Ông tự mình điều binh khiển tướng, chơi với Bàng Đằng trên chiến trường nước Triệu cũng không phải cứng đối cứng với ông ta. Nhưng một khi bị Bàng Đằng bước đến mức phải liều lĩnh, lập tức xua binh lên cắn cho mấy phát. Xét về đại thế, Mông Sơn Minh đang chiếm cứ ưu thế, còn Bàng Đằng thì lại ở thế yếu. Chính vì quá nôn nóng, quân Triệu luôn bị quân yến cắn cho mấy ngụm. Tổn thất nặng nề, Bàng Đằng không thể không thành thật cũng không dám vọng động. Ông ta biết, nếu còn vọng động nữa, không cần đợi hai người điền, mã phát động tấn công, bọn họ đã bị quân Yến đập tan trước rồi. Mông Sơn Minh đã trải qua một năm chuẩn bị đầy đủ, lương thảo của quân Yến cũng không thiếu. Quân Yến cứ kiên nhẫn chơi đùa, có giỏi thì quân triệu điều một lượng lớn nhân mã đến tiền tuyến phía tây chơi đi. Một ngày đối với bảng đằng dài bằng cả một năm, cả người lúc nào cũng lo lắng. Chiến tuyến phía đông rằng co, từ đó không đủ lực lượng để đối phó với phản quân phía Tây. Nhân mã thỉnh thoảng được phái đi tập kích phía Tây cũng không đủ nhét kẽ răng, căn bản khó mà dung chuyển, lại hy sinh vô ích, cuối cùng đành phải từ bỏ tập kích phản quân, có thể nói là trơ mắt nhìn phản quân chậm rãi chỉnh đốn. Triều đình nước triệu ngày nào cũng cãi nhau, sao cũng không đưa ra được biện pháp giải quyết. Ba đại phái nước triệu chạy đến phiêu miếu các cầu giúp đỡ. Phiêu miếu các lại đưa ra quy củ cũ, không dễ dàng tham gia vào cuộc chiến giữa các nước. Buổi sáng, cửa thành yến kinh vừa mới mở chưa được bao lâu ba con ngựa đã từ bên ngoài chạy vào như hữu đạo thúc ngựa đi trước quản phương nghi và vô chiếu hành cưỡi ngựa đi hai bên đương nhiên đến đây không chỉ có ba người như hữu đạo còn có người khác đang ở ngoài thành bố trí ba người không nhanh không chậm chạy vào bị thủ vệ chặn lại bây giờ đang có chiến tranh hết thảy những người mang vũ khí có thể khiến người ta nghi ngờ đều phải xuống ngựa để kiểm tra khi vào thành như hữu đạo cũng không có ý định xuống ngựa chỉ nói một câu tránh ra ngươi không xuống ngựa cũng được nhưng ngươi lại không chịu để cho người ta kiểm tra thân phận thủ vệ liền hỏi ngươi là ai có giấy qua cửa hay không nghiêu hữu đạo công khai nói ra tên của mình nghiêu hữu đạo khi nói chuyện hắn dùng pháp lực phát ra âm thanh không lớn nhưng lực xuyên thấu đủ mạnh đủ để cho người trong ngoài trên dưới cửa thành đều nghe được quản phương nghi và vô chiếu hành nhìn nhau cũng không biết nghiêu hữu đạo đang dở trò quỷ gì công khai lộ diện thì thôi đi còn dám công khai nói ra tên của mình, cứ sợ người khác không biết, trong khi cửa thành các nước đều có tu sĩ tỏa chấn. Nhưng hai người đều có hiểu biết nhất định về Nghiêu Hữu Đạo. Nếu hắn đã dám tùy tiện chạy đến đây, tất nhiên là có nắm chắc. Quả nhiên, tu sĩ đang uống trà sớm trên cổng thành nghe xong ba chữ Nghiêu Hữu Đạo, lập tức buông chén trà, vọt đến tường thành nhìn xuống. Vừa lúc Nghiêu Hữu Đạo hờ hững ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, bốn mắt chạm nhau với tu sĩ từ trên cổng thành nhìn xuống tu sĩ trên cổng thành không biết Nhiêu hữu đạo, cũng không biết phu chiếu hành, nhưng lại biết hồng nương tề kinh. Trước đó, gã có nghe qua tên của bà ta, nhịn không được liền đến xem qua. Thấy có hồng nương, tất sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Ba người không xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra, tướng lĩnh thủ thành hỏi ý kiến xong, trực tiếp cho qua. Đầu tường có kim sĩ bay thẳng đến hoàng cung báo cáo tin tức. Nhiêu hữu đạo, ba đại phái nước Yến tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy hắn đâu, bây giờ hắn lại công khai lộ diện ở Yến Kinh. Thật hay giả vậy, tu sĩ ba đại phái đóng trong hoàng cung lập tức có hành động, phái người đi kiểm chứng thật giả. Khi vạn vật thức dậy, buổi sáng là buổi bận rộn nhất, sinh khí đầy đủ nhất. Người buôn bán nhỏ đầu đường, ngựa xe lui tới núi liền không dứt. Nhiều hữu đạo vẫn không nhanh không chậm thúc ngựa đi vào, chẳng khác gì khách qua đường giữa chúng sinh. Khi phát giác có tu sĩ đang núp trên mái nhà quan sát hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên đưa mắt mà nhìn. Hoàng cung nguy nga xuất hiện, người đi trên đường cũng ít hơn. Nghiêu hữu đạo cưới thẳng ngựa đến trước cửa hoàng cung, phu chiếu hành và quản phương nghi thỉnh thoảng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bên trong đại điện của hoàng cung, bá quan đã tập trung, chuẩn bị tảo chiều. Một thái giám từ đằng sau gión rén bước đến, dì dầm vài câu vào bên tai đại tổng quản điền ngữ. Ánh mắt điền ngữ hơi nhướng lên, sắc mặt thay đổi, bước lên gấp mấy bậc thang, đứng bên cạnh bảo tỏa, cúi người thì thầm vào tai thương kiến hùng, bệ hạ, nghiêu hữu đạo vào kinh. Thương kiến hùng giật mình, tuy nhiên, ông ta đang lên triều cũng không có hành động gì quá lớn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn triều thần nhưng thật ra đang hạ giọng nói với điền ngữ hắn đến kinh thành làm gì điền ngữ đáp thần cũng không biết nữa thần vừa mới nhận được tin tức hắn chỉ vừa mới vào cổng thành ba đại phái đã phái người đi giám sát thương kiến hùng nói ba đại phái chẳng đáng tin cậy đâu ngươi hãy phái người của mình đi kiểm tra tìm hiểu xem hắn đến đây làm gì rồi mới quyết định được vâng điền ngữ nói xong liền lui ra Người thành tinh trong triều cũng không ít, bọn họ nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của hoàng đế trên bảo tọa, đều biết có chuyện không ổn xảy ra. Nếu không, Điền Ngữ cũng không vội vã bước lên báo cáo như vậy. Đồng mạch tất nhiên cũng phát hiện, lúc này, Thương Kiến Hùng cũng quay sang nhìn ông ta một cách chăm chú. Chương 1253, đạp cửa mà vào. Một, ông ta rất quen thuộc với phản ứng của Thương Kiến Hùng. Thấy ánh mắt như vậy, liền biết Thương Kiến Hùng đang có chuyện cần thương lượng với ông ta không bao lâu sau điền Nữ lại xuất hiện bước chân khá gấp gáp một lần nữa leo lên bậc thang cúi người nói với thương kiến hùng nghiêu hữu đạo đã vọt thẳng vào hoàng cung rồi thương kiến hùng không phản ứng kịp khẩn trương hỏi có bao nhiêu người đến chỉ có ba người người của điệp báo ti báo lại có nghiêu hữu đạo hồng nương tề kinh và vô chiếu hành xếp thứ sáu trong đan bảng thông báo người trong cung nhanh chóng đề phòng quân thần dần dần ý thức được hoàng đế lên chiều giường như không được tập trung ngoài cổng chính hoàng cung thủ vệ vừa ngăn đám người nghiêu hữu đạo, liền nhận được mệnh lệnh trong cung chuyển đến, trực tiếp cho đi. Dưới ánh mặt trời mới mọc, tiếng vó ngựa bước trên phiến đá nghe thật êm tai. Nghiêu hữu đạo cũng không xuống ngựa, cầm dây cương thúc ngực chậm rãi bước qua cổng thành mái vòm, dẫn quản phương nghi và vô chiếu hành tiến vào bên trong. Thủ vệ hai bên cảnh giác nhìn ba người, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không biết người đến là ai. Dựa theo quy củ, Hoàng cung là nơi trọng địa, ngoại trừ xe ngựa trong cung, còn có một số đại thần được đặc cách, những người còn lại khi đến gần cửa cung quan văn phải xuống xe còn quan võ phải xuống ngựa quy củ này ngay cả tu sĩ bình thường cũng phải tuân thủ nhưng ba người trước mặt lại ngang nhiên cưỡi thẳng ngựa vào cung nhất là người cầm đầu vẻ mặt không coi ai ra gì giống như không để hoàng cung vào mắt phu chiếu hành và quản phương nghi ngồi trên lưng ngựa hết nhìn đông rồi đến nhìn tây đây là lần đầu tiên hai người cưỡi ngựa xông vào hoàng cung cảm giác này đúng là lạ tướng lĩnh trên cổng thành có người hỏi xuống bên dưới người đến là ai vậy người bên dưới đáp cũng không biết thủ vệ của ba đại phái bảo cho đi bọn họ đã lên tiếng chúng ta cũng không dám không nghe theo hành lang cửa cung có vẻ hơi âm u mặt đất bằng đá cứng rắn có rất nhiều dấu vết bánh xe qua lại trong thời gian dài tiếng vó ngựa xuyên qua đường hành lang thật dài khi đã thấy ánh sáng bọn họ nhìn thấy một đám tu sĩ đang chờ mình dẫn đầu tu sĩ ba đại phái chính là các trưởng lão như tịch sa của tiêu giao cung thân báo xuân của tử kim động lạc danh kiếm của linh kiếm sơn bên cạnh có mấy tên đệ tử đang nhỏ giọng thì thầm bên tai trưởng lão xác nhận người dẫn đầu chính là ngưu hữu đạo tiếng vó ngựa đến đây không thể không dừng lại ngưu hữu đạo ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống chậm rãi quan sát một đám người chợt mỉm cười sau đó xoay người nhảy vọt xuống Phu chiếu hành và quản phương nhi cũng nhảy theo xin hỏi ba vị có phải là ba vị trưởng lão tịch xa thân báo xuân và lạc danh kiếm hay không? như hữu đạo ôm quyền thi lễ, mặc dù hắn chưa gặp qua ba người, nhưng với mạng lưới tin tức của hắn cũng không đến nỗi ngay cả người tỏa chấn hoàng cung của ba đại phái cũng không biết. trưởng lão tử kim động thân báo xuân gật đầu, xem như xác nhận. trưởng lão tịch xa của tiêu giao cung trầm giọng nói, như hữu đạo, nơi này có một quy củ, ở đây là trung tâm của nước yến, ngươi trực tiếp cưới ngựa sông vào, không khỏi hơi quá phận rồi. Như hữu đạo cố ý khinh thường nhìn chung quanh, nơi này cũng được xem là trung tâm của nước Yến sao. Trong mắt của ta, tông môn chi địa của tử kim động, tiêu giao cung và linh kiếm sơn mới được xem là trung tâm của nước Yến. Lời này khiến cho tịch xa không phản bác được, khen tiêu giao cung của ông ta còn cao hơn cả hoàng cung thật sự không sai. Trưởng lão lạc danh kiếm của linh kiếm sơn lên tiếng, đây là lần đầu ngươi đến tề kinh sao. Nghe nói trước đó ngươi vẫn luôn tránh mặt không dám đến, lần này lá gan không nhỏ nhỉ. Trong lời nói của ông ta rõ ràng có ý trào phúng, chê cười như hữu đạo giống như rùa đen rút đầu. Bây giờ có chỗ cậy vào thì lên mặt, rất có hương vị tiểu nhân đắc chí. Nghiêu hữu đạo cũng không để ý, hai tay chống kiếm, gật đầu nói tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim chiêu phóng đáng tư vô nhai. Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn trường an hoa. Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra, sớm nay thỏa chí nước lòng ta, gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngày chọn Trường An xem hết hoa, đăng khoa hậu của thi sĩ mạnh giao đời trung đường. Bây giờ mà còn tâm trạng ngâm thơ, mọi người sướng sờ, còn hai người vu, quản lại nhìn nhau. Mọi người bắt đầu cảm thấy thú vị, hai chữ Trường An khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, xem ra là muốn khen Yến Kinh là nơi có thể định cư lâu dài. Mọi người dần dần hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn muốn nói, tình huống khó khăn lúc trước đã qua, bây giờ không phải Xuân Phong đắc ý đến rồi sao? quá khứ tiếc núi đều tan tành mây khói sau một ngày xem hết hoa ở Trường An. Không kể được mất nhất thời, chỉ cần nghĩ đến thời gian sau này là tốt rồi. Xuân Phong đắc ý mã đề tật, lạc danh kiếm xì một tiếng, giọng điệu diếu cợt, như hữu đạo cũng không trông mong Linh Kiếm Sơn có thể khách sáo với hắn. Người ta không ra tay với hắn đã là tốt lắm rồi. Hắn làm như không nghe thấy, mỉm cười hỏi người khác, không biết hoàng đế bệ hạ ở đâu. Trường lão tử kim động thân báo Xuân Đáp, đang tảo chiều làm sao, người muốn tìm hoàng đế, như hữu đạo đáp, thân ở nước Yến nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp. Hôm nay ta đến Yến Kinh, cũng muốn được gặp một lần. Thân báo Xuân cảnh cáo, người đừng làm loạn, nơi này không phải là nơi người có thể làm loạn, như hữu đạo nói, thân trưởng lão quá lo lắng rồi. Ta chỉ muốn gặp một lần mà thôi, có chư vị ở đây, như mẫu cũng không dám làm loạn. Hắn nhìn sang một bên, chỉ thấy mấy tên thái giám của ca miểu thủy chạy đến, đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm sang bên này. Gặp người quen, ta qua chào hỏi một lát, như Hữu Đạo chỉ cam miểu thủy, sau đó bước đến. Hai người quản, Vui vội vàng đi theo, người của ba đại phái không lên tiếng, bao gồm lạc danh kiếm cũng không mỉa mai quá đáng. Bọn họ biết, bây giờ Tông Môn đang tìm kiếm người này, và ai cũng biết lý do tại sao lại tìm hắn. Liên quan đến lợi ích to lớn của ba đại phái, bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Một khi phát hiện phải lập tức báo cáo ngay bây giờ đã xác nhận là nghiêu hữu đạo thật sự, ba đại phái nhanh chóng phái đệ tử truyền tin về tông môn của mình. Trước khi còn chưa nhận được câu trả lời xác thực của tông môn, bọn họ ở đây sẽ không để cho nghiêu hữu đạo chạy mất. Sau khi khách sáo vài câu với cam miểu thủy, nghiêu hữu đạo vừa đi vừa nói mấy câu chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người bất giác đã bước đến bên ngoài đại điện chính cung. Nghiêu hữu đạo cũng không khách sáo, định nhất chân muốn bước lên thềm ngọc. Nhìn biểu hiện của hắn, dường như muốn xông thẳng vào triều đình sắc mặt cam miểu thủy thay đổi, nhanh chóng lách mình, đưa tay cản lại, như huynh đệ, nơi này không được tự tiện xông vào. Thủ vệ hai bên thềm ngọc, đao thương kiếm kích trong tay đã nhấc lên, nâng cao độ cảnh giác. Thấy tình huống bên này không ổn, trưởng lão ba đại phái cũng vội chạy đến, lần lượt đứng trên bậc thang ngăn lại. Bọn họ là người giữ gìn trật tự cho Hoàng Cung, làm sao có thể để người làm loạn ở đây được? Trưởng lão tiêu giao cung trầm giọng hỏi, người muốn làm gì? Nghiêu hữu đạo đáp, muốn vào trong xem qua, không được sao. Hắn làm ra vẻ rất kỳ quái, tịch xa liền cảnh cáo, bá quan đang nghị sự, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện quấy dày. Như hữu đạo nói, triều đình đang nghị sự, nước yến bị bọn họ biến thành như vậy, một đám khốn kiếp có cái gì cần phải nghị sự chứ? Trưởng lão thân báo xuân của tử kim động trầm giọng nói, khốn kiếp cũng được, không khốn kiếp cũng được. Mỗi nơi đều có quy củ của nơi đó, không thể tùy tiện làm loạn. Nếu không, tất sẽ phạm sai lầm, người tốt nhất đừng nên làm càn, nếu ngươi muốn vào xem, hãy đợi tan chiều, khi đó ngươi sẽ được vào. Còn bây giờ thì không được, chương 1254, đạp cửa mà vào. hai Quy củ, như hữu đạo hiểu, vì nơi này trung tâm trật tự của nước Yến. Ba đại phái gìn giữ quy củ của nơi này chính là gìn giữ lợi ích ổn định của bọn họ ở nước Yến. Ví dụ như phiêu miếu các, gìn giữ quy củ thiên hạ cũng là để ổn định lợi ích của mình. Một khi thất loạn bát tao, phá vỡ quy tắc lợi ích, chín đại trí tôn chỉ sợ sẽ tự mình nhảy ra chém chém giết giết không ngừng. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, đinh một tiếng, âm thanh như tiếng ngọc bị đánh rớt từ trong triều đình truyền ra. Người trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn lại, liền hiểu được, tảo triều đã kết thúc. Sau đó, có mấy người dẫn đầu bước ra trước, đằng sau lần lượt là một đám quan viên. Ba người đi trước là Đồng Mạch, Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành. Tình huống dương cung bạt kiếm dưới bậc thềm đã khiến triều thần chú ý. Cao Kiến Thành có quen với Nghiêu Hữu Đạo. Sau khi nhận ra Nghiêu Hữu Đạo, ông ta hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Tại sao người này lại chạy đến đây? Bây giờ ông ta đã hiểu ra vì sao Hoàng đế lại không ổn khi tảo chiều, thì ra là do người này đến đây. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo hơi ngừng lại trên mặt Cao Kiến Thành, rồi quay sang nhìn người đi chính giữa Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành. Đồng mạch không biết Nghiêu Hữu Đạo. Sau khi bước xuống bậc thang, ông ta lập tức hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Thương Vĩnh Trung lắc đầu, cao kiến thành có biết nghiêu hữu đạo cũng sẽ không nói lắc đầu biểu hiện mình không biết đợi quần thần bước xuống bậc thềm hết nghiêu hữu đạo mới lạnh lùng hỏi một câu người nào là đồng mạch hắn không gọi là đại tư không cũng không gọi tướng ra mà gọi thẳng tên chúng thần kinh ngạc người này là ai vậy nhìn tuổi tác thì không lớn lắm nhưng khẩu khí đúng là không nhỏ đồng mạch cao kiến thành âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ hắn đến là vì đồng mạch đồng mạch ngơ ngác ánh mắt quét qua ba vị trưởng lão đằng trước sau khi bước xuống bậc thang xong ông ta không nhanh không chậm đi đến khí độ và uy nghi không thua bất cứ kẻ nào ông ta nhìn nghiêu hữu đạo hỏi chính là lão phu tôn giá là ai trên bậc thang quần thần đang bước xuống không khỏi dừng lại muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra nghiêu hữu đạo phun ra ba chữ nghiêu hữu đạo khi hắn báo tên rất nhiều người sợ hãi người này chính là nghiêu hữu đạo có dung thân vương đứng đằng sau đã nghe danh từ lâu hôm nay mới gặp ai nấy đều chăm chú đánh giá ân oán giữa Nam Châu và Triều Đình cũng chẳng phải là bí mật đối với quần thần này. Đồng mạch giật mình, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng ngoài mặt thì hầu như không nhìn ra bất cứ thay đổi nào. Ông ta gật đầu, thì ra là Pháp Sư. Lão Phu nghe danh đã lâu, không biết người tìm Lão Phu có chuyện gì. Mặc dù thần kinh đang căng thẳng cao độ nhưng trước mặt ba đại phái, ông ta không tỏ ra sợ hãi như hữu đạo. Như hữu đạo đáp, có một số vấn đề ta cố ý đến đây hỏi đồng tướng. Thương Kiến Hùng cũng vẫn chưa rời khỏi đại điện từ cửa sau. Sau khi biết được tình huống, ông ta bước ra từ cửa chính, từ trên cao nhìn xuống. Đại Tổng Quản Điền Ngữ đứng hầu một bên, không biết bên dưới đang nói cái gì, nhưng sắc mặt của Thương Kiến Hùng rất khó coi. Trước kia ông ta tìm tên này khắp nơi nhưng không thấy, bây giờ hắn lại dám đạp cửa đến tìm, muốn làm gì đây? Là người nắm rõ ràng tình huống của nước Yến trong tay, ông ta đại khái đoán được lần này như hữu đạo đến đây chẳng có chuyện gì tốt thế cục bây giờ chính là lúc lực ảnh hưởng của triều đình đối với ba đại phái yếu nhất. Đồng mạch mỉm cười, không biết người muốn hỏi lão phu chuyện gì. Như hữu đạo chống kiếm xuống đất, đồng tướng có quen với nhan bảo như không? Nhan bảo như, tại sao bây giờ lại nhắc nhan bảo như làm gì? Người thế tục thì không biết, nhưng đám tu sĩ nhiều ít lại có nghe qua. Người ta đồn nhan bảo như có xích mích với nhiều hữu đạo bên trong bí cảnh. Bây giờ chạy đến hỏi đồng mạch là có ý gì? Một đám tu sĩ nghi hoặc tất cả đều nhìn đồng mạch. Đồng mạch suy nghĩ một chút rồi đáp, cái tên này nghe hơi quen. Ông ta quay đầu nhìn chung quanh một chút, lập tức có quan viên bước ra bẩm báo, tướng ra, là cao thủ xếp hạng thứ hai trên đan bảng. Ồ, đồng mạch bừng tỉnh, gật đầu, thì ra là vị nữ trung hào kiệt này. Ta đã nghe danh từ lâu nhưng không có cơ hội gặp mặt nên không nhận ra. Thật sao, như hữu đạo cười nhạt, thế mà nhan bảo như lại đến gây phiền phức cho ta trong bí cảnh, bị ta bắt lại. Sau khi nghiêm hình thẩm vấn, nàng ta nói mình có không ít quan hệ với đồng tướng nói mấy năm qua vẫn là nhờ đồng tướng cung cấp nuôi dưỡng nàng nàng nói nàng chạy đến bí cảnh giết ta là do đồng tướng sai khiến không biết đồng tướng thấy việc này như thế nào lời vừa nói ra mọi người đều cả kinh còn có bí ẩn này nữa sao quản phương nhi và vu chiếu hành cũng nhìn nhau thật hay giả mọi người đều biết đồng mạch phái người đến giết nghiêu hữu đạo là có thật dựa vào thế lực của đồng mạch có năng lực thúc đẩy chuyện này cũng không nằm ngoài ý muốn của người ta muốn tìm đồng mạch tính sổ sao. Trưởng lão của ba đại phái đứng gần đó bỗng nhiên nhìn chăm chú vào bàn tay đang đặt lên kiếm của Ngưu Hữu Đạo, chỉ thấy người ngón tay đặt lên chuôi kiếm đang không ngừng gõ lên gõ xuống, khiến người ta có cảm giác ngô ngu muốn động. Người của ba đại phái lập tức cảnh giác cao độ, không để cho Ngưu Hữu Đạo làm loạn với trọng thần một nước. Đồng mạch không hề sợ hãi, nói Pháp Sư thật biết nói đùa. Lão Phu có lẽ có chút địa vị ở nước Yến, nhưng vẫn chưa đến mức có thể chi phối được danh sách tiến vào bí cảnh của phiêu miếu các. Nhan Bảo Như tiến vào bí cảnh đó chẳng có quan hệ gì với lão phu, còn nói cái gì lão phu sai nàng ta tiến vào bí cảnh để giết pháp sư, còn là người do lão phu cất nhắc. Pháp sư nói xem, lão phu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu thật sự có việc này, tất nhiên là do Nhan Bảo Như hãm hại lão phu. Lão phu vì bệ hạ coi ngó đại yến, tất sẽ có lúc khiến người ta không hài lòng. Có khi lão phu đắc tội với nàng ta hoặc người nào đó mà lão phu không biết. Nghiêu Hữu đạo ừm một tiếng, thật sao? Đồng mạch gật đầu, câu nào cũng là thật. Như hữu đạo nói, bây giờ nếu đồng tướng thừa nhận, chỉ một mình đồng tướng chịu tội thôi. Còn nếu không thừa nhận, để ta điều tra ra, cả nhà trên dưới đồng phủ, ta sẽ không buông tha một người nào, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Như mỗ nói được sẽ làm được, chưa bao giờ nuốt lời. Bá quan trong chiều nghe xong, ai nấy đều hãi hùng. Người của ba đại phái không khỏi cau mày. Tên này chạy đến Hoàng Cung, đứng ngay cửa Hoàng Cung uy hiếp trọng thần triều đình, không khỏi quá làm càn rồi thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Đồng mạch lơ đễnh nói, đồng thời hỏi ngược lại một câu, Pháp Sư còn có câu hỏi nào khác không? Nghiêu Hữu đạo nói, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã đến đây, việc này nhất định phải có hồi kết, không dùng đạo trích làm loạn đằng sau nghiêu mỗ, không thể mập mờ cho qua việc này được. Mong đồng tướng nghĩ lại cho kỹ, xin cứ tự nhiên, nói xong, hắn đưa tay làm động tác mời. Đồng mạch gật đầu, khí độ uy nhi không thay đổi, không nhanh không chậm bước đi quần thần cũng dần dần tản đi, ngoài mặt thì nhìn như không có việc gì nhưng lời nói của Ngưu Hữu Đạo giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn xem ảnh một sóng. Không biết sâu cạn trong lời nói là bao nhiêu, nhưng Ngưu Hữu Đạo đã đích thân chạy đến, có phải như lời hắn nói, nói được sẽ làm được. Nếu như không có chỗ nắm chắc, hắn nào dám đến đây? Đám quan lại thân cận với đồng mạch lại càng giống như vừa mới trải qua một trận sóng to gió lớn. Bây giờ mặt trời còn chiếu ánh nắng nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Vị cao cao tại thượng kia chính là hoàng đế bệ hạ. Như Hữu đạo nhìn người đứng trên bậc thang, nói xong liền định bước lên, nhưng lại bị người của ba đại phái ngăn cản. Chương 1255, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trưởng lão Lạc danh kiếm của Linh Kiếm Sơn trầm giọng nói, nơi này không đến phiên ngươi làm càn. Đại tư không đã bị hắn hù một phen, sao có thể để cho hắn chạy đến hù dọa hoàng thượng nữa chứ? Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt tu sĩ trấn thủ bọn họ nghiêu hữu đạo nói làm phiền thông báo một tiếng ta muốn tâm sự với hoàng đế bệ hạ hắn nói với ca miểu thủy ca miểu thủy lập tức lách mình đến bên cạnh thương kiến hùng bẩm báo thương kiến hùng hừ một tiếng giơ tay chỉ xuống dưới bậc thang người nào dám bước qua giới hạn một bước giết không tha dứt lời ông ta phất tay bỏ đi hoàn toàn không nể mặt nghiêu hữu đạo nghe tiếng ông ta ra lệnh đám thái dám có tu vi pháp lực vọt đến ngăn trước mặt tân trưởng lão không phải ngài nói sau khi tan chiều ta có thể vào trong chiều xem một chút sao? Nhiêu hữu đạo hỏi trưởng lão tử kim động, thân báo xuân lắc đầu, hoàng đế hạ lệnh, người không thể đi vào. Hắn nói gì với đồng mạch vậy? Thương kiến hùng vừa đi vừa hỏi, hắn nhắc đến cao thủ xếp hạng thứ hai đan bảng nhan bảo như, nói đồng tướng sai nhan bảo như ám sát hắn trong bí cảnh. Cam Miểu Thủy đi theo nhanh chóng đem nội dung cuộc đối thoại giữa Ngưu Hữu Đạo và Đồng Mạch thuật lại cho ông ta nghe. Lá gan không nhỏ, đã dám chạy đến kinh thành, còn dám chạy đến đây uy hiếp người. Gương mặt thương kiến hùng co quắp lại, cao mày, cũng không biết chuyện nhan bảo như ám sát là thật hay giả. Xem ra có một số việc đồng mạch đang giấu giếm bên này. Trong đầu đồng mạch suy nghĩ không ngừng, ngoài mặt không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng lại không yên, bước đi một mình đằng trước. Ông ta biết nhiều hiểu đạo trước mặt mọi người nói muốn diệt cả nhà ông ta là có ý gì, chính là muốn lòng người bàng hoàng. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung đuổi theo đằng sau sau khi quan sát sắc mặt của ông ta thương vĩnh trung bất bình nói quả thật là cả gan làm loạn dám chạy đến hoàng cung uy hiếp trọng thần triều đình lẽ nào lại như vậy chứ đồng mạch bình tĩnh nói nơi này còn chưa đến phiên hắn dương oai lúc trước để cho hắn nhảy nhót hai lần ba đại phái sớm muộn gì cũng sẽ thu thập hắn lúc này một tiểu thái dám chạy đến đồng tướng bệ hạ triệu kiến đồng mạch đi rồi hai người thương cao quay sang nhìn nhau thương vĩnh trung thấp giọng hỏi theo ý của đại tư đồ đồng tướng có phải đã thật sự sai nhan bảo như đi ám sát nghiêu hữu đạo hay không cao kiến thành hỏi làm sao có thể tin tưởng nghiêu hữu đạo được chứ thấy ông ta một chữ cũng không hé răng thương vĩnh trung oán thầm hỏi tiếp nói cách khác lần này nghiêu hữu đạo cố ý đến tìm đồng tướng gây phiền phức cao kiến thành chắp tay nói nguyện nghe cao kiến thương vĩnh trung khoanh tay trước bụng nhìn chung quanh vừa đi vừa nói thầm một tiếng khí trời hôm nay thật tốt bữa trưa Quản gia Cao phủ là Phạm chuyên đích thân đưa đồ ăn trong nhà đến phòng công vụ cho Cao Kiến Thành. Các quan lại khác không tiện quấy giày đại tư đồ dùng cơm, đều lần lượt lui ra. Không có người ngoài, quản gia Phạm chuyên thấp giọng hỏi, nghe nói Như Hữu Đạo đến hoàng cung. Tin tức của những nhà đại thần vô cùng linh thông, Cao Kiến Thành hỏi, tại sao ngươi lại đến đây? Phạm chuyên rút một tờ giấy từ trong hộp cơm đưa cho ông ta, Như Hữu Đạo có gửi tin đến phủ. Cao Kiến Thành cảm thấy ngoài ý muốn nhanh chóng mở trang giấy nhìn qua chỉ thấy bên trên viết ông ta hãy giám sát người của đồng phủ không cho phép người nào của đồng ra chạy mất xem xong ông ta mở ngăn kéo dùng cây châm lửa đốt tờ giấy thành cho phạm chuyên hỏi hắn muốn ra tay với đồng mạch cao kiến thành đáp còn chưa biết người nào ra tay với người nào người của ba đại phái muốn giữ nghiêu hữu đạo ở lại cung vị kia chết sống không đồng ý bây giờ tìm chỗ cho nghiêu hữu đạo đặt chân bên ngoài động tính hơi không bình thường nước kinh thành rất sâu đồng mạch thân cư tướng vị nhiều năm, cây lớn dễ sâu, quyền năng không thể coi thường, thủ hạ rồng rắn lẫn lộn, sợ không chỉ có một mình nhan bảo như. Nếu ba đại phái không mạnh bảo sẽ không mò ra được sâu cạn. Nơi này chính là địa bàn của đồng mạch, không phải ai muốn lật ông ta là sẽ lật được. Cộng thêm trong cung có vị kia phối hợp, nếu người đó đột nhiên chạy đến có hành động lỗ máng, sẽ không đơn giản như hắn đã nghĩ. Đồng mạch chỉ sợ không cho hắn sống qua khỏi đêm nay phạm chuyên hỏi vậy chúng ta phải làm sao bây giờ cao kiến thành nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói không còn lựa chọn nào khác cứ theo lời hắn nói mà làm bố trí nhân thủ đáng tin cậy bên ngoài đồng phủ bắt đầu yêu cầu tai mắt của chúng ta bên trong đồng phủ lưu tâm hơn nếu phát hiện người nhà họ đồng rời đi lập tức truyền tin cho người bên ngoài để mắt đến nhớ chuyện này phải làm gọn gàng một chút không để dẫn lửa thiêu thân vâng phạm chuyên đáp lời sau đó bày thức ăn thỏa đáng bàn thêm vài chuyện bí mật nữa rồi rời đi. Tại một nơi yên tĩnh ở Kinh Thành, là một tòa trạch viện, tạm thời sắp xếp làm nơi nghỉ ngơi cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo muốn đi, ba đại phái không chịu, liền phái 10 người đến giám sát hắn. Bước vào phòng của mình, Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy trên bàn vốn được lau chùi sạch sẽ đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Hắn đến gần nhìn một chút, thấy mặt sau giường như có chữ liền, liền cầm dơ lên cao, chỉ thấy viết, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm là ba chữ nguy hiểm viết liền nhau, góc dưới bên trái còn có chữ ký. Như hữu đạo xem xong đã biết là cao kiến thành phái người đến nhắc nhở hắn, không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn phát hiện nước ở kinh thành không phải sâu bình thường. Đám quan viên trong triều cũng không phải đơn giản bình thường. Trạch viện này chỉ là tạm thời chọn ra, hắn vừa mới vào ở, kết quả cao kiến thành đã khiến người ta thần không biết quỷ không hay gửi thông tin báo động cho hắn trong phòng của hắn trước. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện đến kinh thành hắn không bao giờ dám xem thường quyền thần thế tục, thấy hắn cẩn thận như vậy, thậm chí bàn tay còn không làm gì tờ giấy, quản phương nghi bước đến hỏi thứ gì vậy. Như hữu đạo lật tay một cái, thì pháp biến tờ giấy thành bột mịn, không để nội dung báo động bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng thèm để ý, quản phương nghi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt, mặt mũi vô cùng khó chịu, ta nói cho ngài biết, ta lăn lộn ở tề kinh nhiều năm, yến kinh cũng không kém nhiều. Ngài đừng xem thường loại người như đồng mạch, trong tay ông ta nắm giữ quyền và tiền rất đáng sợ thủ hạ cũng không chỉ có một mình nhan bảo như bà ta không nghĩ đến nghiêu hữu đạo vừa đến đã trực tiếp khiêu khích đồng mạch lại còn nói ra mấy lời như vậy chẳng khác nào gác đao lên cổ người ta vu chiếu hành nói ở cái nơi trung tâm này tập trung đủ loại ngư long hỗn tạp đúng là phải cẩn thận có thể nói ra như thế ông ta hiển nhiên cũng cho rằng loại người như đồng mạch không dễ chọc nhất là ở kinh thành nghiêu hữu đạo vung tay phủi bụi ba đại phái cần thời gian để nhận được tin tức trước khi nhận được, người của ba đại phái sẽ không hành động thiếu suy nghĩ với ta. Việc đã đến nước này, chỉ cần ba đại phái không dùng vũ lực để tham gia thì sẽ không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn chung quanh, phát tín hiệu, bảo vân cơ đến gặp ta. Dưới mái hiên, Tống Sứ Tiền Liên Thắng đau đầu suy nghĩ. Với thế cục trước mắt của nước Tống, chức vụ sứ thần chú đóng yến kinh của hắn ta thật không dễ làm. Khi nước Tống cường thế, hắn ta thậm chí còn không coi ai trong triều đình nước Yến ra gì, nhưng hôm nay, hắn ta lại cầu ông cầu bà bốn phía. Lúc trước, khi ở ngoài hoàng cung nước Yến, sau khi cởi quần áo nhục mạ, vận khí nước tống dường như càng lúc càng xa sút Hắn ta suy nghĩ nhiều đến nỗi tóc mai hai bên bạc trắng. Một thuộc hạ bước nhanh vào, tiền liên thắng vội hỏi, như thế nào? Có thăm dò được chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo không? Chương 1256, Dương Đông kích Tây 1. Nước Tống đang tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo khắp nơi, hy vọng cầu được nước Yến xuất binh nhưng vẫn không tìm thấy, ai ngờ hắn ta nhận được tin tức, nói Nhiêu Hữu Đạo đã đến Yến Kinh. Lúc này, hắn ta làm sao mà bỏ lỡ cơ hội? Mặc kệ Nhiêu Hữu Đạo có đồng ý hay không, hắn ta phải nghĩ biện pháp gặp một lần để thuyết phục. Đây là chức trách mà hắn ta không cách nào trốn tránh. Đã thăm dò, thuộc hạ liên tục gật đầu, hai tay dâng lên một phong thư, đây là thư mà Nhiêu Hữu Đạo sai người đưa đến, hẹn đại nhân đến gặp một lần. Sao, tiền liên thắng giật mình, sau đó mừng rỡ như điên nếu cầu đến cửa còn khó nói là kết quả như thế nào nhưng bây giờ người ta chủ động gặp hắn ta tình huống sẽ khác nếu nghiêu hữu đạo không có ý định xuất binh tại sao lại chủ động gặp hắn ta điều này khiến cho hắn ta có được hy vọng to lớn không kịp chờ đợi đã mở thư ra xem vẻ mừng rỡ trên mặt hắn ta dần dần cứng lại thay vào đó là sự hoài nghi ý trên thư đúng là hẹn hắn ta đến gặp nhưng lại yêu cầu gặp bí mật không được để người ta phát hiện lại còn định địa điểm bí mật gặp nhau hạn chế số người mang đến hắn đang có ý gì vậy tiền liên thắng hỏi thuộc hạ đáp cũng có thể hiểu theo thế này nếu thật sự xuất binh sợ là phải gà tam đại phái và triều đình nước yến sang một bên không bí mật làm việc là không được tiền liên thắng gật đầu tán thành tóm lại mặc kệ có nghi ngờ gì hắn ta đều phải đến gặp huống chi như hữu đạo cũng chẳng cần gây chuyện bất lợi cho một sứ thần như hắn ta đương nhiên chuẩn bị đề phòng vạn nhất khẳng định là phải làm hắn ta lập tức đi bố trí sau khi đêm đến Tiền Liên Thắng mang theo bốn hộ vệ, cải trang một phen rồi rời đi bằng mật đạo trong sứ quán. Sứ quán các nước tránh không được phải làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài, chuẩn bị một mật đạo là chuyện rất bình thường. Đầu đường có ánh đèn, ngồi trong xe ngựa, Tiền Liên Thắng thỉnh thoảng đưa tay đẩy góc màn cửa sổ nhìn ra ngoài, hai hàng lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Tại cửa hông một trạch viện vắng vẻ, có người nhảy xuống xe ngựa gõ cửa. Sau khi nói rõ ý định, cánh cửa được mở ra, cả người lẫn ngựa đều vào cùng một lúc phụ trách tiếp khách là hứa lão lục đã được cải trang. Tiền liên thắng bước xuống xe, hỏi, đạo gia đâu? Hắn ta không gọi thẳng tên mà cung kính gọi như hữu đạo là đạo gia. Nghe nói người bên Mao Lư Sơn Trang đều xưng hô như vậy, hắn ta cũng muốn biểu hiện sự tôn kính của mình. Cũng không còn cách nào, hắn ta đang cầu người làm việc mà. Xin mời theo ta, hứa lão lục dẫn bọn họ đến một căn phòng sâu trong nội viện. Sau khi mở cửa, liền thấy trên mặt đất trong phòng có một cửa vào địa đạo bước đến một bên hứa lão lục đưa tay mời chư vị cứ việc đi thẳng bên kia địa đạo sẽ có người đón đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp được đạo gia càng ngày càng cảm thấy có chút thần bí đám người tiền liên thắng nhìn nhau sau đó bước xuống địa đạo trong địa đạo đen như mực có người thả ra nguyệt điệp để chiếu sáng địa đạo không rộng lắm chỉ đủ cho hai người đi song song vách tường ngược lại bóng loáng vô cùng địa đạo không có ngã ba khiến cho người ta có cảm giác nó rất dài đám người tiền liên thắng càng lúc càng kinh ngạc mãi mà không thấy lối ra không nghĩ đến nghiêu hữu đạo lại có một địa đạo dài như vậy ở kinh thành đây không phải là một công trình nhỏ sau khi đi mất một dặm bọn họ mới nhìn thấy lối ra vừa mới bước ra bọn họ đã bước vào một gian phòng ngô lão nhị đã đứng chờ sẵn ngô lão nhị mời bọn họ chờ một lát đợi người bên ngoài xác nhận lại tin tức tạm thời không có tai mắt nào ngô lão nhị mới dẫn bọn họ ra ngoài rời khỏi gian phòng nhìn kiến trúc bên ngoài trạch viện, thuộc hạ tiền liên thắng thì thầm vào tai hắn ta, biểu hiện nơi này chính là nơi mà Ngưu Hữu Đạo đang ở. Điều này khiến cho tiền liên thắng yên tâm không ít, vốn cho rằng hắn ta sẽ gặp được Ngưu Hữu Đạo, ai ngờ ngô lão nhị lại mang bọn họ vào một gian phòng, đồng thời căn dặn bên ngoài đang có tai mắt của triều đình, bảo bọn họ tạm thời trốn trong phòng đừng lên tiếng, đợi đạo ra đến tìm. Sau khi ngô lão nhị đi rồi, mọi người im lặng chờ đợi. Chờ đến khi trời tối hẳn, trong phòng tối đen như mực, nhưng vẫn không hề thấy ai gọi gì cả. Im lặng một hồi, bên ngoài đột nhiên có tiếng đàn truyền đến, người trong phòng liền nghiêng tai lắng nghe. Lắng nghe một trận, tiền liên thắng chỉ cảm thấy bên trong tiếng đàn ẩn chứa tình cảm khó nói ra, không biết là ai đang đánh đàn nhỉ. Có thể hỏi câu hỏi này, chứng minh tiếng đàn mà hắn ta nghe được không phải do nhạc công bình thường đánh. Ngồi trong lương đình, quản phương nghi đốt đèn, ánh đèn chiếu xuống chỗ nghiêu hữu đạo đang yên tĩnh đánh đàn. Nghiêu hữu đạo cũng không phải chuẩn bị trước, chỉ vì thấy ở đây có đàn, tiện tay mà đánh thôi. Nghe tiếng đàn, quản phương nghi đăm chiêu, âm thầm cảnh giác xung quanh. Theo nghiêu hữu đạo lâu như vậy, đây là lần thứ hai bà nghe hắn đánh đàn. Làn điệu mà hắn đánh ra, khiến cho người ta không thể hiểu được. Dưới ánh đèn, vu chiếu hành và quản phương nghi phân ra ngồi hai bên trái phải. Cùng lúc đó, ngô lão nhỉ quay lại phòng của tiền liên thắng. Lúc này, tiền liên thắng đã không còn kiên nhẫn được nữa, vừa gặp mặt đã hỏi đạo ra đâu ngô lão nhị ra hiệu hắn ta nhỏ giọng một chút đạo gia đang tiếp khách có người của triều đình đang nhìn vào khi nào sắp xếp mọi việc thỏa đáng tự nhiên ngài ấy sẽ đến gặp ngài bên này chờ không nổi thì không nói ngay cả quản phương nhi đang ngồi trong đình cũng hơi mất kiên nhẫn ngài xác nhận đêm nay sẽ ra tay nghiêu hữu đạo mỉm cười không đáp tiếp tục đánh đàn ngay từ đầu hắn vẫn còn chưa nắm chắc nhưng sau khi đọc được tin nhắn của cao kiến thành hắn đã hoàn toàn chắc chắn hắn biết Cao Kiến Thành ngồi vị trí cao trong kinh thành cũng không phải là để bài trí. Năng lực phán đoán của Cao Kiến Thành không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng không phát hiện được, làm sao có thể từ trong đầu đá khó lòng phòng bị của triều đình leo lên vị trí hiện tại? Cao Kiến Thành nói nguy hiểm, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Cao phủ, bên trong nội trạch đen kịt, Cao Kiến Thành đang ngồi ngay ngắn sau án thư nhắm mắt dưỡng thần, cả người chìm trong bóng tối. Phạm Chuyên bước vào, thấp giọng nói tạm thời chưa có động tính. Cao Kiến Thành hỏi, đồng phủ thì sao? Phạm chuyên đáp, rất hiên tĩnh, không hề thấy bất cứ đầu mối nào. Cao Kiến Thành chậm rãi nói, không thấy bất kỳ đầu mối nào chính là mánh khóe. Vâng, Phạm chuyên lên tiếng, Cao Kiến Thành lại nói, nếu có động tính lớn, tất nhiên là nhận được sự ủng hộ của vị kia trong cung. Một khi có biến, hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ trong phủ, phòng ngừa đồng mạch thừa dịp loạn này kéo chúng ta vào trong tâm trạng của Phạm Chuyên trở nên nặng nề hơn, hiểu ý của Cao Kiến Thành. Sau khi đồng mạch nhận được sự ủng hộ trong cung, mặc kệ làm ra chuyện gì, người kia cũng không cách nào truy cứu được. Đồng mạch làm không tốt hoặc không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho chót, thừa dịp động can qua khó có được này mà diệt trừ phe đối lập. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng lão ra lo lắng không phải là không có lý, nhất định phải đề phòng. Đồng phủ, trong thư phòng, sau khi tắm rửa xong, đồng mạch sắn tay áo, tóc tai bù xù, một tay chấp bút một tay nhấc tay áo viết lên trên giấy quản gia đồng minh bước vào nhìn thấy giấy tờ ném loạn xạ trên mặt đất liền tránh không dẫm lên đến bên cạnh án thư nhắc nhở lão gia đã đến giờ rồi đồng mạch vẫn mùa bút không ngừng có thể từ trong sóng to gió lớn đi ra không thể xem thường nghiêu hữu đạo được việc này nhất định không được để xảy ra sai lầm một khi ra tay là không còn đường lui tình huống xác nhận sao rồi ta cần là vạn vô nhất thất chương 1257, Dương Đông Kích Tây 2. Đồng minh đáp, không hề có sai lầm, trạch viện mà Nghiêu Hiếu Đạo ở là do chúng ta quyết định, đã kiểm tra rõ ràng rồi. Nghiêu Hiếu Đạo còn chưa đến, nô tài đã bố trí người giám sát xung quanh trạch viện. Có thể xác nhận, nếu có thêm người nào ra vào, cũng không thoát khỏi ánh mắt của chúng ta. Năng lực phòng ngự của hắn là có hạn, đồng mạch hỏi, hắn vẫn còn ở trong nhà. Đồng minh đáp, tuyệt không sai người làm bên trong trạch viện đều là tai mắt chúng ta sắp xếp từ trước bọn họ truyền đến tin tức như hữu đạo đang ở trong đình đánh đàn đánh đàn đồng mạch ngừng bút cau mày hỏi đồng minh đáp trước mắt có rất nhiều người giám sát sẽ không sai nhã hứng của hắn đúng là không nhỏ đoán chừng là do có người của ba đại phái bảo vệ hắn cho rằng không có ai dám làm loạn với người của ba đại phái bút trong tay đồng mạch lại hạ xuống nhanh chóng viết xong một tờ dường như cũng đã làm ra quyết định sau cùng ông ta ném tờ giấy vừa mới viết xong, mặc cho nó bay loạn xuống đất, sau đó chấm đầu bút mực, rồi tiếp tục viết xuống một tờ giấy trắng khác. Ngòi bút di chuyển như rắn, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, ông ta giống như bị điên, cổ họng phát ra một chữ như bị nghẹn, ra tay. Đại nội hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, như hữu đạo đánh đàn, hậu cung cũng có người đánh đàn, nhưng lại là nữ, là sủng phi A tước của thương kiến hùng. Thương kiến hùng muốn nghe nàng đánh đàn, A tước tất nhiên là phải tuân mệnh, chỉ là khi ngẫu nhiên đưa mắt nhìn a tước nhận thấy thương kiến hùng hình như không có tâm tư ông ta từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến tiếng đàn cái gọi là nghe nàng đánh đàn cũng chỉ là tìm cớ mà thôi người đẹp ngồi dưới ánh đèn mười ngón tay ấn xuống dây đàn tiếng đàn im bặt nhưng thương kiến hùng lại không phát giác được một lúc lâu sau thương kiến hùng đột nhiên bừng tỉnh lại chỉ thấy a tước đang mở to mắt nhìn mình mỉm cười nói nghe rất hay tại sao nàng lại không đàn nữa a tước nhìn bóng thị vệ lui tới bên ngoài đáp hình như đêm nay thị vệ bên ngoài nhiều hơn mọi ngày thương kiến hùng bước đến đằng sau nàng hai tay đặt lên vai của nàng có một tên mà ta rất chán ghét đến kinh thành lo trước khỏi họa thôi a tước nói là nghiêu hữu đạo lấy được vị trí thứ nhất trong bí cảnh thương kiến hùng hỏi sao nàng cũng quan tâm người này à a tước vốn muốn nói nàng đã nghe nói qua khi còn ở nước tống nhưng lời chỉ đến khóe miệng liền nuốt xuống không muốn nhắc đến chuyện cũ ở cố quốc thiếp hơi sợ một khi người trong cung xuất hiện bất thường như thế, thường là một trận gió tay mưa máu xảy ra. Nói xong, nàng nhìn xuống bàn tay trên vai mình, bàn tay thương kiến hùng đang đặt trên vai nàng chợt cứng đờ. Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu. Thương kiến hùng cười gượng, ai ngờ, bên ngoài lại truyền đến tiếng ầm ầm, sau đó là tiếng đánh nhau và tiếng la hét, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của thâm cung. Đại tổng quản điên ngữ khẩn cấp từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng bẩm báo, bệ hạ, thái giám trong cung làm loạn, đã mở cửa cung dẫn tặc tử đánh vào. A à, tước kinh hãi, đứng lên quay người lại, bệ hạ. Thương kiến hùng cũng không sợ, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, bình tĩnh nói quả nhân đã nói, sẽ không có việc gì đâu. Một đám người bịt mặt áo đen xông thẳng vào cung, mũi tên như mưa, thị vệ trong cung liều chết chống cự, tu sĩ thủ hộ lần lượt nhào ra chặn đường. Trong cung có biến, trưởng lão tịch xa của tiêu giao cung, trưởng lão thân báo xuân của tử kim động, trưởng lão lạc danh kiếm của linh kiếm sơn đều chạy ra. Chẳng lẽ là nghiêu hữu đạo, đứng trên nóc nhà, thân báo Xuân nghi ngờ nói, sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, nghiêu hữu đạo đến liền có người tập kích hoàng cung. Cộng thêm ân oán giữa nghiêu hữu đạo và thương kiến hùng, không muốn nghĩ đến nghiêu hữu đạo cũng khó. Rất nhanh, đệ tử thủ vệ ba đại phái nhào đến ngăn địch. Tiếng động vang vọng truyền đến, cao kiến thành đang đắm chìm trong bóng tối bỗng nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng, hướng không đúng, chuyện gì xảy ra vậy. Quản gia Phạm Chuyên chạy đến, khẩn cấp bẩm báo, lão ra, việc lớn rồi. Hướng Hoàng Cung truyền đến tiếng đánh nhau, hình như có người cưỡng ép đánh vào Hoàng Cung. Hoàng Cung, Cao Kiến Thành nghi ngờ, ánh mắt lóe lên, sau đó đứng dậy, không được, đây là thế dương đông kích Tây, muốn ra tay với nhiều hữu đạo rồi. Trong lương đình, tiếng đàn im bặt, 10 ngón tay nhiều hữu đạo ấn xuống dây đàn, sau đó nhìn về phía có tiếng đánh nhau truyền đến. Hình như là hướng Hoàng Cung, vu chiếu hành cao mày nói, bằng, âm thanh chói tai vang lên toàn bộ dây đàn đã bị 10 ngón tay của Ngưu Hữu Đạo cắt đứt. Phu Chiếu Hành và Quản Phương Nhi cùng nhau nhìn Ngưu Hữu Đạo, không biết hắn có ý gì. Hừ, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, toàn là thứ cứng đầu, để đối phó với ta, đúng là đã hạ hết tiền vốn. Xem ra người của ba đại phái không thể cứu viện kịp thời. Hai người quản, phu đều cả kinh, hiểu được ý trong lời nói của hắn. Động tĩnh trong hoàng cung chính là muốn ngăn ba đại phái có hành động. Như hữu đạo bắn ra một luồng kình phong tắt ngọn đèn lồng, thuận tay cầm kiếm bên hông đứng dậy nói địch nhân đã phát ra tín hiệu động thủ chúng ta đi ba người nhanh chóng từ trên đình nghỉ mát chạy xuống không đi chỗ nào khác mà quẹo vào hòn giả sơn bên dưới trên mặt đất dưới ngọn giả sơn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ra vào ba người nghiêu hữu đạo nhanh chóng lách mình vào bên trong vân cơ đang chờ sẵn bọn họ khi tay vân cơ nhấn vào vách tường địa đạo bùn đất gần cửa vào lập tức phun lên nhanh chóng khép lại cửa hang mọi người không ngừng chìm xuống bùn đất phía trên phủ kín xuống, còn bùn đất dưới chân thì cuồn cuộn dâng lên, thu hẹp không gian bốn phía, ngăn chặn bên trên. Vừa đi, Vân Cơ vừa nói, người làm như vậy rất nguy hiểm. Nghiêu hiểu đạo hiểu ý của nàng, ngay từ đầu, Vân Cơ đã nhắc nhở hắn, độn địa thì nàng làm được, nhưng không thể nào mang người chạy trốn một cách nhanh nhất được, cùng lắm cũng chỉ được như trước mắt. Một khi có biến, kẻ địch đánh tới, tốc độ mọi người chạy đi căn bản không thể sánh bằng tốc độ tu sĩ mở đất không vào được hang cọp làm sao bắt được cọp con, tu sĩ của ba đại phái không phải để trưng bày cho đẹp. Có bọn họ đỡ một chút cũng không có việc gì, như hữu đạo mỉm cười, sau đó lắng tai nghe động tính trên mặt đất, hỏi địa đạo đã được phủ kiến chưa? Đám người ngô lão nhị đã rút đi hết rồi chứ, phân cơ đáp tất cả đã xong, là ai? Tu sĩ ba đại phái chịu trách nhiệm bảo vệ chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo còn đang hoài nghi nhìn về phía Hoàng Cung, đột nhiên phát hiện lạ thường, lập tức quát lên thình linh một đám người bịt mặt xông ra từ trong bóng tối, chẳng thèm nói câu nào đã xông thẳng lên đình nghỉ mát trên ngọn giả sơn. Lớn mật, tu sĩ ba đại phái làm sao có thể để cho thích khách càn dỡ được, vội lách mình lao ra chặn đường. Hai bên sáp vào nhau, đệ tử ba đại phái rất nhanh phát hiện, người đến không chỉ một số mà là có hơn nghìn người. Trong bóng tối có người trầm giọng nói, không cho phép một ai còn sống sót rời đi, giết. Hiển nhiên là bọn chúng không có ý định tiết lộ sự việc ra ngoài, sợ nghiêu hữu đạo chạy mất dù sao không phải ai cũng biết nghiêu hữu đạo tiếng đàn đã ngừng trong phòng có người thì thầm sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến tiền liên thắng biến sắc đi ra ngoài xem một chút mọi người từ trong phòng xông ra lập tức có một đám người áo đen đánh tới hộ vệ nhanh chóng bảo vệ tiền liên thắng tiền liên thắng thất kinh sau đó phát hiện vây công không chỉ có một mình hắn ta sứ thần tấn vệ tề triệu hàn ở cùng trong một tòa trạch viện cũng bị vây công luôn nói trắng ra bọn họ đang ở cùng một chỗ, chỉ là trước đó không biết sự tồn tại lẫn nhau mà thôi. Sứ thần các nước vừa nhìn thấy mặt nhau, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ. Cảm bẫy, đây tuyệt đối là cái bẫy mà Ngưu Hữu Đạo đã bố trí. Chương 1258, không chết không thôi. Nhưng bọn họ nghĩ không ra tại sao Ngưu Hữu Đạo lại giết bọn họ. Giết bọn họ chẳng những không có được chỗ tốt, lại còn gây thêm phiền phức, hắn chán sống rồi sao? Mẹ nó, tên khốn kiếp kia, Bắt sứ thần là không được đâu. Không biết là ai mắng, mà cũng không biết là mắng ai. Vù, một mũi tên báo tin phóng lên trời, vù vù vù, từng mũi tên báo tin phóng lên theo. Mắt thấy có rất nhiều thích khách, tình thế nguy cấp, sứ thần các nước đều phát tín hiệu cầu cứu. Người đi sứ của các nước không chỉ có mấy người, lưu trú tại một quốc gia khác, có rất nhiều việc cần bọn họ làm, không phải chỉ vài người là có thể làm được, có khi là cả một sứ đoàn. Lực lượng bảo vệ cũng không phải ngồi chơi không nếu không nhịn được, có khi còn muốn giày vò cả đất nước của kẻ địch. Mặc dù các nước đều tìm đến Ngưu Hữu Đạo, tuân theo lời dặn của Ngưu Hữu Đạo mang theo ít người nhưng không có nghĩa là không có sự chuẩn bị. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn, không có khả năng không chuẩn bị. Tín hiệu cầu cứu vừa xuất hiện, không nói đến thiên quân vạn mã, mấy trăm người là vẫn phải có. Nhận được tín hiệu cầu cứu bên này, tất cả đều bay lên không. Thấy trạch viện bị vây công loạn thành một bầy, người đến giúp liều chết đánh vào vòng vây giải cứu sứ thần bổn quốc thích khách đại khai sát giới người của sứ thần các nước cũng đại khai sát giới cũng không thèm để ý đây có phải là thành đô của nước yến hay không thích khách hành thích chẳng lẽ còn không cho bọn họ phản kháng chỉ cần có thể sống sót cần quan tâm chi đây là đâu nhiều tu sĩ như vậy trận chiến lớn đến thế người dân bên ngoài bị dọa đến mức hoảng hốt chạy đi loạn thế dần dần tác động đến toàn bộ kinh thành tại khu vực bị vây công sứ đoàn sáu nước bắt đầu liên thủ chống cự tiếng mắng chửi như hữu đạo không ngừng truyền ra Ông, trên nóc nhà một bên đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng rất lạ bằng mắt thường có thể thấy được. Thiên kiếm phù, có người trong sứ đoàn sáu nước giật mình, lập tức có người thi pháp khẩn cấp một thiên kiếm phù. Cương ảnh hình kiếm to lớn từ một bên nóc nhà lao thẳng xuống mặt đất, sau đó từ trên mặt đất xuất hiện một cương ảnh hình kiếm to lớn nghênh kích. Cạch cạch cạch, tiếng nổ liên tiếp, hai bên lần lượt phóng ra 12 đạo cương ảnh kiếm cương cứng đối cứng với nhau, có thể nói là cương khí bốn phía, cuồng phong quét sạch, đất đá bay tán loạn sứ thần các nước thiếu chút nữa bị thổi bay, được tu sĩ hộ vệ thi pháp bảo vệ an toàn. Tiếng nổ vừa ngừng, lại thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ khác phát ra, bên trong thích khách lại có người đánh ra thiên kiếm phù. Sứ đoàn sáu nước cũng chẳng phải kẻ thiện, thiên kiếm phù của nước triệu đã dùng xong, nước Hàn lập tức phóng ra một thiên kiếm phù để chống cự. Hai bên dùng thiên kiếm phù cứng đối cứng với nhau, một bên điên cuồng công kích, một bên liều mạng chống cự. Uy lực thiên kiếm phù của cả hai bên đã tiêu hao hết, bên phía thích khách lại hiện lên luồng ánh sáng kỳ lạ, chúng vẫn còn thiên kiếm phù. Bên phía nước về cũng thi triển thiên kiếm phù để đối lại. Hai bên quả thật như nổi điên, thiên kiếm phù tầng tầng lớp lớp, đánh nhau tứ tung. Sau khi cho nổ tung liên tiếp mấy tấm thiên kiếm phù, thủ lĩnh bên phía thích khách sợ ngây người. Để ám sát nghiêu hữu đạo, người sau lưng có thể nói không tiếc hạ hết vốn. Bởi vì bọn họ biết trong tay nghiêu hữu đạo chắc chắn có thiên kiếm phù, bên cạnh còn có cao thủ xếp thứ sáu đan bảng vu chiếu hành đi theo bảo vệ người đứng đằng sau không tiếc bất cứ giá nào đã đưa 10 thiên kiếm phù cho gã ngay cả đại môn phái cũng khó mà lấy ra được nhiều thiên kiếm phù như thế nhưng người đứng đằng sau lại vận dụng một lần nhiều như vậy đây không phải người bình thường có thể chi trả năng lượng của người đứng đằng sau là có thể nghĩ tóm lại mục đích chỉ có một bất luận thế nào cũng phải giết chết nhiều hữu đạo nếu không tính mạng của gia đình người đứng đằng sau sẽ bị uy hiếp lúc này người đứng đằng sau đã thật sự bằng bất cứ giá nào. Tu sĩ sáu nước cũng sợ ngây người, đến mức như vậy sao? Để giết bọn họ, Lưu Hữu Đạo đã không tiếc vận dụng nhiều thiên kiếm phù như thế. Bọn ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Thiên kiếm phù không cần tiền mua à? Một thiên kiếm phù giá đến hàng triệu đồng lận đấy. Cũng may, sau khi xuất hiện chuyện sứ thần nước Yến bị giết, nước Tống gặp chuyện sau đó, đại phái các nước đều phòng thủ thiên kiếm phù để đề phòng vạn nhất tránh cho việc đường đường là đại phái mà ngay cả sứ thần cũng bảo vệ không nổi. Đương nhiên, cho dù bọn họ biết khả năng xuất hiện việc ám sát sứ thần sẽ không xảy ra thường xuyên, thiên kiếm phù cũng chỉ để đề phòng vạn nhất, khả năng sử dụng nó sẽ không lớn. Sứ đoàn 6 nước đều trang bị thiên kiếm phù cho riêng mình. Ai ngờ hôm nay nó đã phát huy tác dụng, mà không chỉ một nước, tất cả các nước đều có đất dụng võ. Xa xỉ như vậy cũng là bình thường, sứ đoàn một nước gánh vác trọng trách rất lớn, chi phí cho họ luôn luôn nhiều thiên kiếm phù là thứ phải có một khi có tình huống quan trọng xuất hiện vẫn có thể điều động phi cầm cỡ lớn tiếp ứng nhớ ngày đó thiệu bình ba là nhờ sứ đoàn nước tấn mang đi như thế sâu trong lòng đất đám người như hữu đạo ngẩng đầu nhìn cát bay đá chạy như trời mưa rơi xuống như hữu đạo cảm thấy kỳ lạ tránh sâu như vậy rồi mà còn cảm thấy dư chấn mãnh liệt như thế chẳng lẽ bọn họ dùng thiên kiếm phù mọi người nhìn nhau phân cơ thi pháp trên vách để xử lý nếu không tất cả mọi người sẽ bị chôn sống. Chấn động kịch liệt vẫn diễn ra. Phu Chiếu Hành nói là thiên kiếm phù sao? Bọn họ phải dùng bao nhiêu thiên kiếm phù mới đạt đến tình trạng này? Đúng là không cần phải dùng thiên kiếm phù để diễn đạt sự hoài nghi. Lúc này Ngưu Hữu Đạo cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng điều không cần hoài nghi chính là động tĩnh lớn như thế chứng tỏ trình độ chém giết kịch liệt là có thể tưởng tượng. Quản phương nghi hãi hùng khiếp phía, xem ra, người muốn giết ngài thật sự muốn đưa ngài vào chỗ chết có rất nhiều người dân không hiểu chuyện trong kinh thành đều hoảng hốt, nhưng bọn họ chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, cửa sổ đóng chặt, còn người bên trong thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhà có quyền thế thì tăng cường hộ vệ, một đội ngũ vội vàng chạy đến, bao xung quanh cao phủ. Phạm chuyên chạy vào chỗ Cao Kiến Thành đang đứng dưới mái hiên, bẩm báo: "Lão ra, người của phủ nha đến." Cao Kiến Thành nhìn về hướng động tĩnh càng lúc càng nhiều, hỏi: "Là chỗ mà nhưu Hữu Đạo đang ở sao?" Phạm chuyên nói: "Đúng vậy." đã ra tay rồi, động tĩnh lớn như thế, đánh muốn sập nhà, xem ra đồng mạch đã không tiếc bất cứ giá nào. Vừa nói, gương mặt ông ta hiện lên sự lo lắng. Cao Kiến thành chậm rãi nói, chính vì động tĩnh lớn như vậy, ta ngược lại không lo lắng. Nưu Hữu Đạo quả thật đã có chuẩn bị mà đến. Phạm Chuyên sừng sốt, chợt bừng tỉnh, cũng đúng, người bên cạnh như Hữu Đạo không cách nào phản kháng kịch liệt một cách liên tục đến trình độ như vậy được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Nưu Hữu Đạo đã có chuẩn bị đầy đủ cao kiến thành nói hai người công nhiên giao thủ ở kinh thành hoàn toàn không để ý đến mặt mũi đúng là không chết không thôi mà phạm chuyên nói xem ra chuyện ám sát bên trong bí cảnh đã chọc giận nghiêu hữu đạo lúc này nghiêu hữu đạo đã thật sự tìm đồng mạch để tính sổ cao kiến thành than nhẹ một bên là mãnh long quá giang đến đây để gây sóng gió một bên là địa đầu xa, cây lớn dễ sâu gió táp mưa xa cũng bất động cái gọi là cường long không ép được địa đầu xa hưu chết vào tay ai còn chưa biết, như hữu đạo bị bại, phe phái Nam Châu sẽ đổ. Đồng mạch bại, chẳng khác nào vạn kiếp bất phục, Phạm Chuyên nói, vị kia trong cung khẳng định cũng có nhúng tay vào. Nếu không, đồng mạch không dám làm ra động tĩnh lớn như thế. Như hữu đạo thắng, có liên lụy đến vị kia trong cung hay không? Trường 1259, sống chết đều nằm ở cuộc đọ sức lần này, một. Cao kiến thành lắc đầu, không có người kia gật đầu, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đồng mạch chẳng qua chỉ là tử sĩ thuận nước đẩy thuyền cho vị kia mà thôi. Không thành công thì cũng thành nhân, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, người kia cũng sẽ không có việc gì. Dù không thích ông ta, ba đại phái cũng phải bảo vệ. Nam Châu đã khiến ba đại phái nhức đầu, bọn họ làm sao để thế lực Nam Châu nắm lấy toàn bộ nước yến chứ? Phạm chuyên đâm chiêu, hai người không chết không thôi, nháo đến bước này, kết quả đêm nay chỉ sợ một bên sẽ bị đánh ngã, sẽ có nhiều người không thể ngủ đây chuyện gì xảy ra thế trong cung trưởng lão ba đại phái xuất lĩnh một số người bảo vệ chung quanh thương kiến hùng thoạt đầu bởi vì tiếng chém giết nơi này quá lớn không nghe tiếng chém giết đằng xa cho đến khi đằng xa vận dụng thiên kiếm phù nơi này mới nhận ra có điểm khác thường vì thế mới có câu hỏi đó chuyện gì xảy ra vậy nhưng hiện tại vẫn chưa có người đáp lại trưởng lão ba đại phái nhìn nhau vừa sợ hãi vừa nghi ngờ chém giết vẫn còn chưa ngừng Bọn họ không biết thích khách còn có chiêu gì phía sau không, nên kiêng kỵ, không dám phái ra nhân mã. Nếu ba đại phái liên thủ cũng không bảo vệ được hoàng đế, tất sẽ thành chuyện cười. Ánh mắt thương kiến hùng đang được bảo vệ lóe lên. Đồng phủ, một con kim xí bay vào trong viện, một người nhanh chóng rút một tờ giấy giao cho quản gia đồng minh. Tình huống khẩn cấp, để thuận tiện, đồng minh đọc thư ngay tại chỗ, không cần để ý đến mặt mũi, ngay cả cái gọi là mật tín cũng không cần. Nhìn nội dung trong thư, đồng minh vô cùng sợ hãi, chạy không kịp vào trong phòng, cũng không đoái hoài dưới chân, trực tiếp dẫm lên những tờ giấy mà đồng mạch đã viết, tướng ra, không xong rồi. Vội cái gì thế, đồng mạch ngẩng đầu quát lớn, dâu tóc đung đưa, một luồng khí thế khiếp người phát ra. Đồng minh chỉ ra một hướng bên ngoài, nói, sứ thần của sáu nước tấn, vệ, tề, tống, hàn, triệu đang bị vây công bên trong, liều chết giúp nhiều hữu đạo phản kháng. Cạch, cây bút trong tay đồng mạch trượt một đường đen nhánh trên tờ giấy, hai mắt đỏ lên, tại sao sứ thần sáu nước lại đồng thời xuất hiện ở chỗ của hắn. Đồng minh gấp đến độ phát khóc lên, lão nô không biết. Đồng minh hỏi, không phải người cam đoan bên trong trạch viện không có người nào khác vào sao? Ta, đồng minh run giọng nói, lão nô cũng không biết rõ nữa. Rõ ràng trạch viện không có vấn đề gì cả, cũng chẳng có mật đạo, mà cũng không có khả năng đào sới. Nếu đào, với lượng đất đá chuyển đi nhiều như vậy, không thể không bị phát hiện. Quai hàm đồng mạch run lên, gương mặt vặn vẹo, gần từng chữ, giết người của ba đại phái, lại giết người xứ đoàn sáu nước, trong ngoài đều khốn đốn, đều tạo áp lực, không cho ba đại phái đường lui, cũng không cho triều đình đường lui. Giỏi cho tặc tử gian trá, tiểu tặc này đang định cắt đứt đường sống của lão phu mà. Đồng minh nói, tướng ra, có cần hạ lệnh rút lui không? Buồn cười, tại sao phải rút lui? Người dám cam đoan ba đại phái và người của sứ đoàn sáu nước không ai chết sao? Đồng mạch gầm lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại người khẳng định nghiêu hữu đạo vẫn còn ở trong trạch viện cái này đồng minh không biết nên xác định như thế nào sau khi người của sáu sứ đoàn xuất hiện một cách kỳ lạ chắc chắn đã có mật đạo mà bọn họ vẫn chưa nắm giữ được điều này khiến ông ta không cách nào đảm bảo được bình đồng mạch nện một quyền lên trên bàn không còn đường lui nghiêu hữu đạo nhất định phải chết hiểu không đồng minh đã hiểu chỉ khi nào nghiêu hữu đạo chết đi khi đó lực cân bằng ở nam châu mới có thể bị phá vỡ về phần có phải là thời gian chiến tranh hay không, có ảnh hưởng đến lợi ích to lớn của nước Yến đối với nước Triệu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ba đại phái không có khả năng để chiến sự ở nước Triệu và nội bộ nước Yến đồng thời xảy ra sai lầm. Chỉ cần nghiêu hữu đạo chết, chỉ cần sự việc đã phát sinh, chỉ cần ván đã đóng thuyền, ba đại phái nhất định sẽ phải đối mặt với cục diện. Nghiêu hữu đạo vừa chết, thế lực Nam Châu vừa loạn, ba đại phái cần một hậu phương ổn định, sẽ cùng nhau thu dọn và khống chế hỗn loạn. Không qua lại với triều đình là không được. Trách nhiệm đối nội đối ngoại tất nhiên dồn hết cho người đã chết là Nưu Hữu Đạo. Tiến đánh hoàng cung, đệ tử ba đại phái tử thương, còn có trách nhiệm giết hại thành viên sứ đoàn sáu nước, tất cả đều có thể đẩy hết lên người Nưu Hữu Đạo. Với tình huống các nước hiện tại, bị lợi ích cản tay, ai cũng không làm gì được nước Yến. Chỉ cần có lời bàn giao, sự việc tất nhiên sẽ từ từ nhạt dần. "Vâng." Đồng Minh lên tiếng, sau đó chạy vội đi. Đợi Đồng Minh phục mệnh quay trở về xong, Đồng mạch đã bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, sắp xếp trong nhà, mang theo nhiều người sẽ không thích hợp, nhất định phải chú ý. Trực hệ sắp xếp cho ra khỏi thành trước, đến một nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng để tránh một thời gian. Nếu sự việc có thể giải quyết, có thể để bọn họ trở về. Còn nếu ta không liên lạc với bọn họ được nữa, cứ để cho bọn họ mai danh ẩn tích, cắt đứt quan hệ với họ đồng, quên đi tất cả những gì ở kinh thành, cũng không cho phép nhắc đến nửa chữ. Có lẽ sẽ có thể thoát được một kiếp này tâm đồng minh run lên, đồng mạch đang sắp xếp cho gia quyến rút lui, cũng chính là chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị cho khả năng thất bại xảy ra. Việc sứ thần sáu nước xuất hiện tại nơi bị vây công, khiến chủ tớ hai người đều ý thức được, đây chính là cảm bẫy mà Nghiêu Hữu Đạo đã bố trí trước. Có thể giết được Nghiêu Hữu Đạo hay không cũng không thể nắm chắc, vì thế phải sắp xếp hậu sự. Lão ra, một khi có biến, ngài sẽ rút lui vào lúc nào? Đồng minh run giọng hỏi, đồng mạch thở dài, ta không đi được, cũng không thể đi, nếu ta chạy trốn ta sẽ phải gánh tội danh giết sứ thần sáu nước một khi ta bị chụp cái mũ này cho dù ta có thể chạy ra khỏi nước yến nhưng ta có thể trốn đi đâu chứ kéo sứ thần sáu nước vào cuộc diện chết đây chính là thủ đoạn độc ác của ngưu hữu đạo triệt để cắt đứt đường lui của ta ta có chạy thoát thiên hạ có lớn cũng không còn chỗ dung thân cho ta đắc tội với sáu nước ta đã mất đi quyền thế trở thành một lão già vô dụng đến đâu cũng không thể sống nổi thế cục trước mắt không ai có thể làm gì nước yến. Các bên cũng chỉ có thể bắt ta gánh tội thay là xong việc. Phân lượng đại tư không một nước đủ để gánh tội thay. Cho nên đồng minh à, ta không thể đi, ta vốn đã thua một cách triệt đề, ta ở lại còn có cơ hội, nếu chạy thì không còn bất cứ cơ hội nào khác. Bảy nước sẽ truy sát ta đến cùng, đến lúc đó lại liên lụy vợ con. Ta ở đây, cho dù bại, bắt được ta, các bên cũng đã có bản giao, các nước cũng sẽ không muốn hưng sư động chúng, vợ con ta còn có một con đường sống. Ta vừa chạy, ai cũng không thoát được. Tướng ra, đồng minh nghẹn ngào, ông ta hiểu, sống hay chết đều nằm ở lần đánh cược này. Nhưng ông ta lại không cách nào tiếp nhận được thực tế này. Hôm qua vẫn còn rất tốt mà, tại sao chỉ trong chớp mắt, đồng gia quyền thế ngập trời ở Yến Kinh lại bị ép vào tuyệt cảnh. Trận mưa to gió lớn nhằm vào đồng gia đến một cách không hề có dấu hiệu. Một người vốn không dám xuất hiện ở kinh thành đột nhiên vào kinh, rồi đột nhiên xông thẳng vào hoàng cung. Sự việc phát triển một cách đột ngột như vậy, tốc độ quá nhanh khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Dựa vào thế lực của đồng gia, trước đó một chút dấu hiệu cũng không bắt được, thậm chí không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, không thể chu toàn cho tất cả các mặt, chỉ có thể ứng đối trong thời gian ngắn mà thôi. Rất rõ ràng, ba đại phái cũng trở tay không kịp. Đồng mạch khoát tay, ra hiệu ông ta đừng nói nữa. Trường 1260, sống chết đều nằm ở cuộc đọ sức lần này, hai sứ đoàn 6 nước chỉ có 6 tấm thiên kiếm phù, còn thích khách lại có đến 10 tấm thiên kiếm phù. Sau khi 6 tấm thiên kiếm phù dùng xong, nguy hiểm về sau là có thể nghĩ. Trong lúc hai bên giao chiến đến mức độ nguy hiểm nhất, một đại quân xuất hiện, trùng trùng điệp điệp tiến hành bố trí khẩn cấp địa điểm giao chiến trước mặt. Hộ tống là rất nhiều khí giới công thành, nỏ công thành, máy ném đá, hỏa dược. Thấy người đã được chuẩn bị một cách đầy đủ như thế, ai cũng biết chuyện này đã được lên kế hoạch cẩn thận trước đó, ít ra là ai cũng đã quen thuộc với kế hoạch tác chiến. Trạch Viện phát sinh biến cố vốn cách một quân doanh không xa. Cho nên, bên trong quân doanh cũng đã được chuẩn bị một cách thỏa đáng. Đến thời cơ thích hợp sẽ được đẩy lên chiếm tiên cơ. Nỏ công thành đã được gắn lên dây cung, điều chỉnh tầm bắn. Máy ném đã cũng đã chuẩn bị xong, đồng thời cung thủ đếm không hết cũng bắt đầu kéo dây cung. Một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ là Vương Hoành, cũng từng là nhạc phụ của sư huynh Tống Diễn Thanh ở Thượng Thanh Tông lúc này ông ta rút kiếm gầm thét dám ở kinh thành làm loạn không để một ai sống sót tấn công pằng nỏ công thành rền vang tiếng thép mâu ong ong phá không bay đi bay sượt qua nóc nhà xuyên thẳng vào trận chiến bên trong trạch viện đầu đường cuối ngõ thậm chí là các phòng khác bên trong trạch viện đột nhiên vang lên âm thanh của dây cung mũi tên như mưa to gió lớn bay thẳng đến chỗ giao chiến thậm chí còn có hỏa tiễn từng lớp đá bay lên không rơi xuống mục tiêu thậm chí còn có người ném mấy bình dầu hỏa vào những chiếc xe nhỏ mang theo khúc gỗ tròn đập vào các bức tường xung quanh trạch viện. Tường đổ, nỏ công thành nhanh chóng tiến lên bổ sung, bắn ra thép mâu theo góc bẹt, quét ngang hết thảy. Hai bên địch ta trong trận đánh cược thắng bại đều ngẩng đầu nhìn không chung, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Thép mâu bằng kim loại mang theo uy lực xuyên thủng đánh trúng ngọn giả sơn. Ngọn giả sơn sụp xuống, thép mâu đụng phải cây đại thụ liền xuyên qua luôn. Đá rơi xuống đánh sập xà ngang, phá hủy tất cả kiến trúc bên trong trạch viện mưa tên rơi xuống xâm chiếm từng tấc đất trong khu vườn hỏa tiễn được đốt lên sau đó thả vào trong dầu hỏa trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa khói đặc cuồn cuộn ánh lửa dần dần trùng thiên a à, thủ lĩnh thích khách gầm lên thiên kiếm phù còn sót lại trong tay không chút keo kiệt phóng thẳng ra ngoài uy lực rất lớn mặc dù có thể phá hủy công kích như chút nước kia nhưng hiệu quả lại như búa lớn mà nện con muỗi. có thể phá hủy được cái trước mặt nhưng lại không chút ảnh hưởng đối với tấn công dày đặc đại quân vây công tấn công theo phương thức được cố định sẵn có người phụ trách tấn công có người phụ trách tiếp ứng vật liệu tấn công tấn công liên tiếp trong nửa canh giờ cũng không thành vấn đề hệ thống đánh xa của đại quân không ngừng vận hành điên cuồng phát động hệ thống tấn công khổng lồ như thế uy lực tấn công chỉ tập trung một điểm lực phá hoại kinh người là có thể nghĩ tấn công đồng thời từ bốn phương tám hướng bao trùm công kích bên dưới đợi đến khi mọi người kịp phản ứng ngay cả thời gian cho người ta ẩn núp cũng không có chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự. Nếu chậm một chút, rất có thể sẽ biến thành cái sàng. Thiên kiếm phù có lợi nhưng cũng có hại, khi sử dụng, uy lực sẽ rất to lớn. Một khi phóng ra năng lượng, tốc độ bay lên không hoặc di chuyển xung quanh cũng sẽ chịu sự ước thúc của năng lượng rất lớn. Khói đặc bốc lên từ ngọn lửa, thủ lĩnh thích khách dùng hết thiên kiếm phù phá vây thất bại, trên người còn bị ghim mấy cây thép mâu từ trên không rơi xuống. Người còn chưa rơi xuống đất đã bị mưa tên bắn thành con nhím mặc kệ mục tiêu có còn động tính hay không đại quân vẫn tiếp tục tiến lên như cũ địa điểm mục tiêu ánh lên ngọn lửa mút trời khói đặc cuồn cuộn dường như muốn tiêu hủy hết thảy xe ngựa trong quân doanh vận chuyển thép mâu không ngừng bổ sung vào chỗ đã hết đám người ngô lão nhị đã cải trang đứng từ xa nhìn cảnh tượng điên cuồng đằng trước lông tơ dựng lên cũng may mà bọn họ thoát thân sớm nếu không đoán chừng địa đạo cũng bị nổ sụp cao phủ sau khi biết được tình huống biết đại quân đã điên cuồng tấn công đến cao kiến thành run lên, ngay cả đại quân cũng vận dụng luôn, lại còn dùng khí giới công thành ngay trong kinh, chó cùng rứt rậu, biên hết rồi. Phạm Chuyên nói, có một đám người đồng gia đã lặng lẽ rời khỏi thành, đã thông báo cho người của Ngưu Hữu Đạo. Cao Kiến Thành khẽ gật đầu, trong phủ Đức Thân Vương, Đại Tư Mã Nước Yến Thương Vĩnh Trung đứng trên lầu các nhìn xuống nơi có ánh lửa mút trời, gương mặt căng cứng. Vương ra, bên ngoài đột nhiên xảy ra tình trạng binh mã hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương ra, thiếp thân rất sợ. Một ái thiếp trẻ tuổi xinh đẹp cứ ở bên cạnh lại nhảy, chọc cho thương vĩnh trung nổi khùng lên, quay sang tát cho một bà tai, cút. Ái thiếp xinh đẹp lảo đảo ngã xuống, sợ ngây người. Không biết có bao nhiêu người lâm vào lo sợ bất an trong màn đêm. Toàn bộ kinh thành đều chìm trong sợ hãi. Phản loạn trong cung đã được bình diệt, tịch xa, thân báo xuân, lạc danh kiếm cũng không dám tùy tiện rời khỏi thương kiến hùng, chỉ điều động một số đệ tử khẩn trương chạy đến một chỗ khác. Đợi những người này chạy đến, trạch viện như hiếu đạo đang ở đã bị san thành bình địa, hoàn toàn chẳng còn một dãy nhà nào có thể nhìn thấy, ngay cả cây cối cũng không còn. Dưới ngọn lửa đốt cháy, đoán chừng có thể nướng chín mọi thứ sâu đến mấy trượng, nhìn không thấy một người sống nào. Dưới sự cưỡng ép của đệ tử ba đại phái, đại quân tấn công rút lui về quân doanh. Vương Hoành mặc chiến giáp bước vào phòng của mình, gặp phải một người áo đen đang đứng quay lưng ra ngoài, vội chắp tay, hàn công công, mọi việc đã được làm xong mà tướng cam đoan trong trạch viện kia không còn người nào sống sót rất tốt ta sẽ trở về phục mệnh người che mặt trong đấu bồng đen quay người rời đi khi đi ngang qua người vương hoành bên trong áo choàng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng lạnh trên cổ vương hoành phun máu ông ta dùng hai tay che cổ không phát ra được âm thanh nào từ từ ngã xuống đất người đội đấu bồng đen bỏ đi còn vương hoành đang ngã trên mặt đất rút bội kiếm của mình trên thân kiếm có máu tiến hành tự vẫn tướng ra Toàn bộ trạch viện đã bị san thành bình địa, lửa vẫn không tắt, không có khả năng có người còn sống. Quản gia Đồng Minh bước vào, bẩm báo với Đồng Mạch đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần sau thư án. Đồng Mạch chậm rãi mở mắt ra, nói cách khác, cũng không tận mắt nhìn thấy nhiều hữu đạo đền tội. Gương mặt Đồng Minh hiện lên vẻ khó xử, Đồng Mạch nói, người trong nhà đã ra khỏi thành chưa? Đồng Minh đáp, tất cả đã bình yên rời đi, bọn họ sẽ nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi này đồng mạch đứng dậy mau thay quần áo chuẩn bị tiến cung cửa cung đại quân phong tỏa nghiêm ngặt mấy chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào đồng mạch thương vĩnh trung cao kiến thành đều chạy đến xảy ra chuyện lớn như vậy ba người không thể cái gì cũng không làm cái gì cũng không biết suốt đêm chạy đến cả ba xuống xe ngựa quan sát lẫn nhau không ai lên tiếng cửa cung mở ra một con đường ba người ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào hậu cung bừa bộn một phần ba diện tích của hậu cung đều bị phá hủy có một số người muốn cho một số việc đột một phát sinh nhưng phải diễn ra như thật nên trước đó sẽ không thông báo cho người bị hại. Vì thế, một số cung tần đã bị tai bay vạ gió, chết thê thảm. Ban đầu, người của ba đại phái rất tự đại, không nghĩ đến có người dám làm thế trước mắt bọn họ, mà cũng không ai ngu đi làm thế. Sự việc đến nước này, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra? Tịch xa, thân báo Xuân và Lạc Danh kiếm thẹn quá hóa giận chất vấn tất cả mọi người. Nhất hệ của thương kiến hùng bao gồm đồng mạch, tất cả đều chối đây đẩy, chết cũng không thừa nhận, còn khăng khăng là nghiêu hữu đạo làm. Trường 1261, ta muốn một công đạo. Về phần nghiêu hữu đạo bị tập sát bên kia, bên này cũng vịn vào cớ nhận được tín hiệu cầu cứu của sứ thần sáu nước mới phái binh đi tiến đánh. Tóm lại, tất cả đều đổ hết cho nghiêu hữu đạo. Cho dù lời nói có sơ hở trong đó, nhưng bọn họ vẫn cứ khăng khăng là nghiêu hữu đạo. Đám người tịch xa cũng chẳng còn cách nào với thương kiến hùng. Chuyện lớn như vậy, bọn họ không có quyền làm chủ. Chưa được tông môn đồng ý, cũng không thể vọng động giết người của thương kiến hùng. Nếu làm mọi chuyện lớn hơn, bọn họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Trời sáng, ba con phi cầm cỡ lớn khẩn trương từ đằng xa chạy đến, là trưởng môn tử kim động cung lâm sách. Bởi vì khoảng cách, cung lâm sách là người đến cuối cùng. Khi ông ta đến, Long Hưu và Mạnh Tuyên mặt đen thui đang đứng trước mảnh phế tích trong cung, sắc mặt khó coi. Sau khi bọn họ nhận được tin tức bên này liền chạy đến ngay, mà đến là do nghiêu hữu đạo xuất hiện. Ai ngờ, người còn đang trên đường đã nhận được kinh biến. Khi đến nơi, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Căn cứ đủ loại dấu hiệu, có người muốn trước khi ba đại phái ra tay đã giải quyết sự việc trước. Sau khi biết được tình huống cặn kẽ từ miệng thân báo Xuân, cùng lâm sách mắng thân báo Xuân một trận máu chó phun đầy đầu, mắng ông ta cuồng vọng, tự đại, vô năng vô chi, ngay cả chút cảnh giác đó mà cũng không có. Trước đó, nếu phát hiện được, sao có thể để mọi chuyện biến thành cái dạng này chứ thân báo xuân bị mắng không phản bác lại được lúc trước làm sao ông ta cũng không nghĩ đến bên này lại có người dám ra tay với người của ba đại phái cung lâm sách hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay bỏ đi bước đến bên cạnh hai người kia đang đứng trước bãi phế tích về sau ba vị trưởng môn bay lên không cùng nhau chạy đến chỗ xảy ra chuyện khác tình huống trước mắt lại càng thê thảm hơn kiến trúc cây cối hầu như không còn cháy đen toàn bộ còn có khói lượn lờ xung quanh hỗn độn vô cùng. Rất nhiều tảng đá bị đốt trồng chất lên nhau, chính giữa khe hở là những thanh thép mâu, đừng nói là người sống, ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy. Việc này phải giải quyết như thế nào đây? Long Hưu trầm giọng hỏi một câu, cung lâm sách lo lắng nói, ta thấy thương kiến hùng sống không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Mạnh tuyên nói, ông ta chắc chắn một khi giết Nhiêu Hữu Đạo, chúng ta sẽ không dám động đến ông ta. Đến bây giờ Nhiêu Hữu Đạo vẫn không xuất hiện, sợ rằng đã gặp chuyện ngoài ý muốn động tính lớn như vậy sẽ không gạt được bên phía nam châu chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức hai nước giao chiến còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện lớn nữa chúng ta sợ là không có cơ hội đụng vào miếng thịt mỡ của nước triệu rồi đề phòng nghiêu hữu đạo chó cùng dứt dậu chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khống chế đồ khốn kiếp cung lâm sách thẹn quá hóa giận không chỉ lợi ích của nước triệu nếu nghiêu hữu đạo xảy ra chuyện tử kim động cũng sẽ gặp tổn thất to lớn rất nhiều chuyện đã bàn xong với nghiêu hữu đạo thế lực Nam Châu vốn là một miếng mỡ dày nằm ngoài miệng tử kim động. Như hiểu đạo vừa chết, miếng thịt mỡ lập tức biến thành bọt nước, sao có thể không khiến ông ta tức giận chứ? Nhưng có một số việc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể công khai nói ra ngoài. Long Hưu nói, mà kể Nhiêu Hiếu Đạo còn sống hay đã chết, chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị hai tay. Trong lúc ba người đang thương lượng đối sách, trong không gian dưới lòng đất, Nhiêu Hữu Đạo cũng chậm rãi mở mắt ra. Mọi người đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa không khí bên dưới có hạn, tất cả phải thi pháp để tiến vào trạng thái quy tức, nếu không không khí sẽ không đủ dùng. Bây giờ chắc trời đã sáng rồi, như hữu đạo vừa nói, những người còn lại đều lần lượt mở mắt. Quản phương nghi hỏi, bây giờ có thể ra ngoài được chưa? Như hữu đạo nói, phản ứng của ba đại phái có ngu ngốc cách mấy cũng không thể ngu ngốc suốt cả đêm như vậy được. Tình thế cũng đã lắng lại, trên dưới kinh thành cũng đã được ba đại phái khống chế. Bây giờ đã đến lúc thu lại cục diện. Quản phương nghi lo lắng, ngài làm ra chuyện như vậy, không sợ ba đại phái xuống tay với ngài sao? Nghiêu hiểu đạo hỏi lại, ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chẳng làm, đột nhiên bị hạ độc thủ như vậy, may mắn tránh thoát được một kiếp mà thôi. Quản phương nghi không phản bác được, vân cơ nói, ba đại phái chưa chắc sẽ buông tha cho ngươi. Nghiêu hiểu đạo thở dài, sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng không phải lúc này. Bây giờ nước triệu chỉ ước gì ta bị nước yến giết chết, dùng nội chiến nước yến để giải vây cho mình lúc này ba đại phái nước yến sẽ không dám làm loạn đâu hiện tại ta không phải đang ở trong bí cảnh bọn họ đang nhanh chóng khống chế thế lực nam châu trong tình huống không được nắm chắc nhưng lại không xảy ra sai lầm nội chiến xảy ra nước triệu phải thừa dịp này mà giải quyết chỉ cần có cơ hội nước hàn sẽ không ngồi nhìn nước yến phát triển an toàn tóm lại có rất nhiều nguyên nhân cản tay giết chết ta cũng vì lợi ích đang có lợi ích lớn hơn nữa bày ra trước mặt bọn họ không muốn bỏ lỡ miếng thịt mỡ nước triệu càng không dễ dàng mạo hiểm. Ba người Long Hưu, cùng Lâm Sách và Mạnh Tuyên đang thương lượng bên trong bãi phế tích, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía nào đó. Bên dưới có người, Long Hưu vừa mới nói xong, chỉ thấy đất đá bay tán loạn, từ bên trong cho bụi cuồn cuộn xông ra ba người. Chính là Nghiêu Hữu Đạo, Quản Phương Nhi và Vô Chiếu Hành. Còn Vân Cơ, mang theo người sẽ vướng víu, chạy trốn không tiện, còn chỉ có một mình thì độn địa rất dễ dàng. Thấy Nghiêu Hữu Đạo còn sống, ba vị trưởng môn sững sờ. Như hữu đạo thấy ba vị trưởng môn đang có mặt cũng ngẩn người, rồi lại nhìn xung quanh. À, cảnh tượng đều thay đổi, khiến người ta hoài nghi không biết mình có còn ở kinh thành hay không. Ba vị trưởng môn lách mình đến, cũng không nhịn được nhìn xuống chỗ ba người như hữu đạo ẩn núp, sau đó nhìn nhau. Bọn họ còn cho rằng tên nhóc này chết chắc, không nghĩ đến trận chiến lớn đến như vậy, nghe nói chỉ riêng thiên kiếm phù không cũng đã dùng đến mười mấy tấm, nhưng lại cứ như vậy mà tránh được một kiếp. Quá nguy hiểm rồi, thiếu chút nữa không còn nhìn thấy ba vị trưởng môn. Nghiêu Hữu đạo hô lên liên tục, vẻ mặt như gặp may. Không chết, cung lâm sách quay sang nhìn hắn, có thể nói là vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng vẫn khống chế tâm trạng, không có việc gì là tốt rồi. Nghiêu Hữu đạo tức giận nói, rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ vậy? Long Hưu cũng tức giận đáp lại, người đừng có mà biết rõ còn cố hỏi. Sự việc rõ ràng do người gây nên, Nghiêu Hữu đạo làm sao mà thừa nhận chuyện này chứ? Hắn nghiêm túc nhắc nhở, ta không có giết người, là có người đang ra tay hạ sát ta. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, đúng lúc này, tu sĩ và binh mã đang liên thủ với nhau cảnh giới bên ngoài hơi loạn lên. Hứa lão lục đang bị cản lại, như Hữu đạo nói, là người một nhà. Hắn nói cũng vô dụng thôi, cho đến khi cung lâm sách phất tay ra hiệu, binh sĩ mới cho hứa lão lục vào. Như hiểu đạo lách mình nghênh đón, cố ý không cho người của ba đại phái nghe thấy, thấp giọng hỏi tình huống chỗ này đêm qua như thế nào. Động tĩnh rất lớn, hai bên đều dùng thiên kiếm phù liều mạng rất lâu, hứa lão lục đem tình huống quan sát được tối qua nói ra ngoài. Chuyện xảy ra khiến nghiêu hữu đạo sướng sờ, quy mô còn lớn hơn hắn đã nghĩ, hắn chỉ cho rằng sứ đoàn sáu nước chỉ bị tổn thất, không nghĩ đến lại bị xử lý hết toàn bộ. Hứa lão lục còn bổ sung, người của đồng ra trốn đi vào tối hôm qua, đã kịp thời cản lại. Bọn họ đang bị khống chế, bây giờ đang được canh giữ bí mật ngoài thành, thế lực đồng mạch quá lớn, vào thành sợ là không tiện, Nghe xong, nhiều hiếu đạo đã nắm chắc trong lòng, liền quay người trở về. Rất nhiều chuyện mọi người biết rõ trong lòng, nơi này cũng không có người khác, cũng chẳng cần che giấu. Hắn trực tiếp đi vào điểm chính, chuyện tối qua, ta muốn có một công đạo. mươi 1262, các ngươi làm thế là ép cung. Một, công đạo, mạnh tuyên cười lạnh, đây rõ ràng là cái bẫy của ngươi. Nếu ngươi còn đòi công đạo, sợ là trên đời này không có thiên lý nghiêu hữu đạo nói mạnh trưởng môn đã đề cao ta quá rồi ở đây chẳng tồn tại cái gì gọi là cạm bẫy ta không nghĩ đến lá gan của thương kiến hùng lại lớn đến như thế ngay cả người của ba đại phái cũng dám ra tay mạnh tuyên nói người nói không phải là cạm bẫy vậy người của sứ đoàn sáu nước người giải thích như thế nào nghiêu hữu đạo nói không dối gạt chư vị người của sáu nước vẫn thông qua vương gia để tìm ta lần này ta đến chính là muốn gặp mặt bọn họ không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy Người của sáu nước tìm hắn cũng không phải bí mật, ai cũng biết chuyện này, nhưng không ai tin vào câu chuyện hoang đường của hắn. Chỉ là, chuyện mà hắn làm ra, không hề để lại bất cứ sai lầm nào để người ta nắm thóp, hoặc có thể lấy ra làm chứng cứ để nói chuyện. Mạnh tuyên hừ lạnh, sự việc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi tự biết rõ. Cung lâm sách vội ho một tiếng, người muốn công đạo gì? Như hữu đạo đáp, mọi người đều biết binh quyền của kinh thành đang nằm trong tay ai có thể xuất động chú quân kinh thành vây công như vậy, lại còn vận dụng rất nhiều thiên kiếm phù, ở kinh thành này ngoại trừ thương kiến hùng, ta nghĩ cũng chẳng còn người nào khác. Ta muốn có người thay thế vị trí của hôn quân này. Long Hưu hỏi, thế người muốn ai thay thế? Nghiêu hiểu đạo đáp, dùng thân vương vì đại yến mà dốc hết tâm huyết, lập được công lao hãn mã, năng lực quân chính còn mạnh hơn so với thương kiến hùng không biết bao nhiêu lần, lại là hoàng tộc thương thị, không ai thích hợp ngồi vị trí này hơn ngài ấy đã biết nghiêu hữu đạo thế nào cũng đẩy thương triều tông thượng vị lòng hưu cười lạnh chuyện này không thể được bọn họ không thể nào để cho người của nghiêu hữu đạo nắm nước yến trong tay được bây giờ bọn họ đã không thể khống chế hắn làm gì có chuyện tạo không gian lớn hơn cho hắn phát triển chứ trước khi vấn đề nam châu còn chưa được giải quyết có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn cung lâm sách cao mày cũng cảm thấy nghiêu hữu đạo hơi nóng vội nghiêu hữu đạo nói công nhiên sát hại đệ tử ba đại phái lại còn cử ba đại phái đi giải quyết chẳng lẽ cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Còn có sứ đoàn của sáu nước nữa, việc này quá lớn, không cho bọn họ một câu trả lời hài lòng, sợ là sáu nước sẽ không bỏ qua. Long Hưu nói, việc này không đến phiên ngươi làm chủ, tự chúng ta sẽ xử lý. Như Hữu đạo buông kiếm trong tay xuống, đá mấy viên đá dưới chân, không đến phiên ta làm chủ, nhưng lại có người cứ liên tục ra tay với ta, dậy mãi không sửa. Có thể nghĩ, nếu lần này ta nhẹ nhàng cho qua, tất sẽ có lần sau ba vị trưởng môn cứ khăng khăng phải như vậy ta không dám không nghe theo nhưng cục tức này ta thật sự nuốt không trôi trên đời này không có đạo lý bị đánh mà không hoàn thủ tuy ngữ khí còn cung kính nhưng trong câu chuyện đã chứ gai mềm khác hẳn với thái độ cẩn thận nịnh nọt ban nãy đã thay đổi thái độ này khiến mấy người không thể chấp nhận được mạnh viên bỗng nổi giận long hưu thấy thế vội giơ tay cản lại không để mạnh viên quá mức sợ rằng mạnh viên nói đến tuyệt đường khiến đôi bên đều không thể xuống đài sẽ thành tử đấu đến cùng. Bây giờ chưa phải lúc dồn ép đến đường cùng, Mạnh Tuyên biết ý, lời vừa tới mép đã vội ép xuống cổ. Quản Phương Nghi đã thầm hoảng sợ, phát hiện Nghiêu Hữu Đạo thực sự càng ngày càng lấn lướt người khác. Long Hưu chuyển đề tài, Nghiêu Hữu Đạo, trước tiên nói rõ ràng chuyện giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các. Rốt cuộc có chuyện gì giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các? Nghiêu Hữu Đạo, ta hợp tác với Hiểu Nguyệt Các cũng là bị bước ép bất đắc dĩ. Lúc trước ở Sơn Trang Mao Lư là ai đã trắng trợn tấn công, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Nếu ta không hợp tác với hiểu nguyệt các thì đã chẳng sống được tới giờ. Ai ngờ đến kinh thành rồi, vị kia lại độc ác xuống tay với ta. Thấy hắn luôn miệng kéo câu chuyện về phía thương kiến hùng, Long Hưu không tiếp tục vấn đề này, hỏi tiếp chuyện hiểu nguyệt các. Họ bảo vệ sự an toàn của ngươi, điều kiện chính là mượn quân đội châu Nam áp chế nước triệu, trợ giúp họ khởi sự. Mặc kệ chân tướng làm sao, Nhiêu Hữu Đạo đều nhận. Không sai, Long Hưu bọn họ khởi binh là muốn thế nào? Như Hữu Đạo, hẳn là muốn thay vào chỗ triều đình nước Triệu. Mạnh Tuyên cười lạnh một tiếng, "Chuyện cười, chẳng lẽ họ cho rằng triều đình nước Triệu có thể ngoan ngoãn giao thần khí trấn quốc cho họ hay sao?" Như Hữu Đạo hứng hờ ném ra một câu, "Thương kính đã ở trên tay bọn họ, thương kính, thương kính mất tích bao lâu nay đang ở trong tay Hiểu Nguyệt Các." Mọi người kinh hãi, trưởng môn ba đại phái nhìn nhau, xem ra dã tâm của Hiểu Nguyệt Các đã được nung nấu từ lâu bên này vẫn đang lo lắng không biết nghiêu hữu đạo có phải người của hiểu nguyệt các hay không. Long Hưu, ngươi không chỉ vận dụng quân đội châu Nam mà là toàn bộ quân đội nước Yến, đã không còn là chuyện ân tình nữa. Chẳng lẽ muốn nước Yến ta không công giúp hiểu nguyệt các hay sao? Nghiêu hữu đạo, đương nhiên sẽ không làm không công, đương nhiên phải cho ba đại phái lời giải thích. Hiểu nguyệt các đã đồng ý, sau khi sự thành sẽ cắt ra ba châu từ lãnh thổ nước triệu làm quà cho ba đại phái nước triệu. Chỉ ba châu, cung lâm sách bất mãn. Mạnh tuyên, nước Yến ta trả giá lớn như vậy để giúp họ, nước triệu có 33 châu mà chỉ cho ba châu. Tuyệt đối không được, như Hữu Đạo nói, sau khi họ khởi sự, bằng thực lực bản thân họ thì không thể thay thế toàn diện được triều đình nước triệu, tự họ cũng biết điều ấy, vì vậy trong việc này còn có rất nhiều chỗ để thương lượng, không cần vội. Nói chung, hợp tác đôi bên cùng có lợi, ta sẽ không để nước Yến chịu thiệt, sẽ cho ba vị trưởng môn câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, ba vị trưởng môn cũng không dễ tha thứ cho ta mạnh tuyên thầm hừ lạnh nghĩ thầm sau khi xong chuyện vẫn không tha cho ngươi như thường đông phủ quản gia đồng minh ra ngoài nhìn một chút phát hiện ngoài cửa bình thường đông như chảy hội từ sáng sớm mà hôm nay không có một ai đến thăm hỏi cảnh tượng đông đúc đến mức có thể đạp đổ cả cửa mà giờ trở nên vắng ngắt xem ra kinh biến tối hôm qua khiến cho không ít người tỉnh táo hơn đều là kẻ già đời trong kinh thành luôn có thể tìm được cách tránh thiệt hại không ai là ngu si sự việc huyên náo quá lớn trước khi thấy được kết quả e rằng sẽ không còn có khách tới. Nếu tướng ra thắng, người không đến tự nhiên sẽ lại chen nhau mà đến, mà mình lại có cớ, kiểu như được biết tướng ra phải vào cung buổi tối không có ở nhà vậy. Đồng minh cười một cái tự diếu, xoay người vào trong. Hậu cung, một số thái giám đang chỉ huy lính cấm quân dọn dẹp phế tích. Ngoài chiều đường tụ tập một nhóm đại thần đang xì xào bàn tán, chậm chạp không thấy bắt đầu vào chiều. Ai cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện, cho nên không có ai bảo thái giám đi thúc giục, tin tức ở cấp độ đó không biết có bao nhiêu người phải lo sợ bất an thương kiến hùng hiện giờ quả thực không có tâm trạng lâm triều đang thương nghị công việc khắc phục hậu quả với ba vị trọng thần điền vũ vội vàng bước nhanh từ bên ngoài vào cấp báo bệ hạ nghiêu hữu đạo không chết cái gì quân thần bốn người đều kinh hãi quay đầu lại điền vũ dầu dĩ nói bên dưới báo cáo nghiêu hữu đạo thoát được một kiếp đã ẩn thân ngay trong lòng đất nơi bị vây công sau khi trưởng môn ba đại phái đi tới hắn đột nhiên khoan đất chui lên. Bây giờ hắn đang thương lượng gì đó với ba trưởng môn kia. Thương kiến hùng nổi giận quay phát lại, trừng mắt với đồng mạch quát mắt. Ngươi dở trò quỷ gì vậy? Vận dụng lực lượng lớn như thế mà để tên đó trốn dưới đất đã dễ dàng thoát được một kiếp. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác hay sao? mươi 1263, các ngươi làm thế là ép cung. Hai, ông ta đứng nói chuyện không đau eo, mục tiêu đã bị đánh tan tành, lửa bốc lên tận trời cho dù có thi thể cũng chẳng ai phân biệt được là ai với ai lại nói người của ba đại phái tới liền khống chế hiện trường không thể cử người tới hiện trường sục sạo làm sao lục soát đương nhiên chuyện như vậy có giải thích với hoàng đế cũng vô dụng vào lúc này hoàng đế sẽ không quan tâm quá trình chỉ quan tâm kết quả đồng mạch đứng đơ như gỗ mặt đầy thống khổ trốn dưới đất tránh được một kiếp không phải điều quan trọng mà từ lúc sứ thần của sáu quốc gia hiện thân ở mục tiêu ông ta đã nhận ra sự tình phiền phức. Nhiêu hữu đạo rõ ràng đã sớm có phòng bị, chỉ sợ không hẳn có thể làm gì được Nhiêu hữu đạo. Bây giờ quả thật bất hạnh, chuyện lo lắng nhất vẫn phát sinh. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung lặng lẽ nhìn nhau. Tối qua vừa xảy ra động tính, bằng vào khứ sát rèn luyện qua nhiều năm đắm chìm ở kinh thành của họ, họ lập tức đoán ra được người trước mắt đã hạ độc thủ với Nhiêu hữu đạo. Lúc trước chỉ là phán đoán, trước mắt là do chính Hoàng đế đang tức điên nói tuẹt ra theo dõi kỹ càng xem chúng có động thái gì thương kiến hùng quay lại giống lên với điền vũ một câu sau đó hoàng đế lo lắng đi tới đi lui trong biện không nói sứ đoàn của sáu quốc gia ba đại phái vì chuyện này đã bị giết rất nhiều người ông ta không thể không có chút sợ hãi nào nếu thật sự ba đại phái muốn giết chết ông ta quả thực không khác nào bóp chết một con kiến tính mạng của ông ta vẫn nằm trong tay ba đại phái ông ta biết rõ bây giờ thế nằm trên tay nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo không chết ông ta lập tức rơi xuống hạ phong mà nghiêu hữu đạo vừa chết ông ta lập tức chiếm thượng phong hai bên đánh nhau không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông bây giờ nghiêu hữu đạo không chết toàn bộ binh quyền nước yến hầu như nằm trong sự khống chế của nhóm người bên châu nam thế lực quanh nước nước bị cản trở đủ kiểu nếu ba đại phái thật sự muốn ra tay với ông ta thì sẽ không cần e ngại bất kỳ điều gì bệ hạ điền vũ vừa chạy ra chỉ chốc lát đã vội vã trở về, cấp báo. Trưởng môn của ba đại phái đã đi cùng như hữu đạo về phía Hoàng Cung. Nghe thấy lời ấy, trên gương mặt già nua của đồng mạch hiện lên sự bi thảm. Đồng mạch đã hiểu, trưởng môn ba phái đi cùng như hữu đạo đến Hoàng Cung chính là một tín hiệu. Đi nghênh, thương kiến hùng có chút bối rối vung tay. Trước khi làm rõ tình huống, ông ta không dám quá mức đề cao bản thân. Nhóm người nhanh chóng ra khỏi hậu cung, các đại thần tập trung ngoài chiều đường dồn dập quay lại nhìn, đều chú ý thấy một đám tu sĩ từ ngoài cung bay trên không tiến vào xông thẳng vào trong cung đám người đó không nhanh không chậm bay về hướng hậu cung rất nhanh hoàng đế thương kiến hùng dẫn nhóm người đi ra đôi bên đụng mặt nhau tại cánh cổng lớn trận trước hậu cung nhóm người thương kiến hùng hành lễ với trưởng môn của ba đại phái các trưởng môn chỉ lạnh lùng nhìn bên kia bầu không khí có phần nghiêm nghị nghiêu hữu đạo thả kiếm trong tay xuống đất chống trước người mỉm cười phá vỡ sự bình tĩnh Bệ hạ lúc trước không muốn gặp ta, kẻ mặt dày như ta không thể làm gì khác đành phải chủ động đi gặp bệ hạ. Hy vọng bệ hạ không phiền lòng, gò má thương kiến hùng giật giật rất mạnh, ông ta không hé răng, không để ý đến hắn, cũng không nhìn hắn. Trong lòng ông vô cùng rõ ràng, sự sống chết của ông ta nằm trên tay ba đại phái. Chỉ cần ba đại phái không muốn giết ông ta, Nhiêu Hữu Đạo cũng không làm gì được. Vì vậy, ông ta cũng không cần thiết phải nể mặt Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của đồng mạch, cười nói ba vị trưởng môn suýt chút nữa đã quên một chuyện tối qua trong số thích khách ám sát ta có một nhóm người đã trộm bỏ chạy ra khỏi thành bị người của ta bắt lại bây giờ nhóm người đó đang ở ngay ngoài thành sợ có người cấu kết với thích khách gây ra chuyện ngoài ý muốn nên không vào trong hy vọng ba vị trưởng môn phái người tiếp ứng người của ta một phen cũng tiện đối chất trưởng môn ba đại phái trật xử người tên này lại còn bắt được một nhóm thích khách người còn dám nói đây không phải cảm bẫy do ngươi đặt cung lâm sách phát tay cho đệ tử bên dưới mang người tới đây như hữu đạo lão lục người dẫn đường vâng hứa lão lục vâng dạ đi cùng đệ tử từ kim động như hữu đạo lại nhìn về phía đồng mạch đã thấy trong mắt đồng mạch xuất hiện sự sợ hãi bệnh quay hàm căng thẳng nhìn về phía hắn dường như đoán được cái gọi là thích khách nghĩa là sao như hữu đạo tựa như cười mà không phải cười mỉm cười với đồng mạch nhưng nụ cười này trong mắt đồng mạch vô cùng độc ác cung lâm sách lên tiếng ta có lời hỏi bệ hạ ngoại trừ hoàng đế bệ hạ những người khác lui ra hết nào có cái gì lui ra vừa nghe lời ấy mấy người điền vũ và thái giám trong cung lập tức cầm chuôi kiếm bao bọc thương kiến hùng tỏ vẻ ngọc đá cùng vỡ loạch xoạch một đám đệ tử tử kim động rút kiếm trưởng môn lên tiếng bên kia lại dám không nghe lời phản rồi cho nên rút kiếm ép tới tất cả lui ra thương kiến hùng quay đầu lại quát ông ta biết ba đại phái muốn giết mình thì những người này cũng chẳng bảo vệ được mình những người kia chỉ có thể từ từ lui ra sau, căng thẳng theo dõi. Cung lâm sách nói, bệ hạ, tối qua, những đệ tử của ba phái phụ trách bảo vệ bệ hạ đã chết nhiều như vậy, cả người của sứ đoàn sáu nước cũng gặp nạn, nhất định bệ hạ phải cho chúng ta một lời giải thích. Thương kiến hùng, việc này do kẻ xấu gây nên, ba đại phải nên nghiêm trị kẻ xấu kia mới đúng. Nói đến kẻ xấu, ông ta nhìn thẳng Nhiêu Hữu Đạo, rõ ràng là đang nói Nhiêu Hữu Đạo chính là kẻ xấu kia. Nhiêu Hữu Đạo như cười như không, không quan tâm cung lâm sách, đúng đúng sai sai, mọi người tự hiểu, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cũng không muốn làm khó bệ hạ, tránh cho bệ hạ mất thể diệt, sẽ cho bệ hạ một lựa chọn. Hoặc là bệ hạ thoái vị tạ tội, truyền ngôi cho thái tử, hoặc là cho chúng ta câu trả lời làm chúng ta thỏa mãn. Thương kiến hùng vô cùng bi phấn, quả nhân vô tội, vì sao phải tả tội? Các ngươi làm vậy là đang ép cung, chẳng lẽ không phải ép cung sao? Nghiêu hữu đạo nghiền ngấm, long hưu lạnh lùng nói dám làm thì phải dám chịu, cản gan làm loạn cũng phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. đệ tử ba đại phái ta bảo vệ ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, người dám hạ độc thủ với họ, muốn nhịn cũng không thể nhịn được. chúng ta nhất định phải cho cấp dưới một câu trả lời. như hữu đạo ở bên cạnh thình lình nói, ba vị trưởng môn quá có phong độ, sợ là nói ông ta không hiểu. hoàng đế nói thẳng, trong hai người là ngươi và đồng mạch nhất định phải có một kẻ chết. ngươi chết hay đồng mạch chết, tự ngươi chọn đi lời nói thật quá thẳng thừng ba vị trưởng môn đều hơi mất tự nhiên nghi ngờ kẻ này có ý quấy rối ý đồ dùng lời lẽ khó nghe để thương kiến hùng tiến thoái lưỡng nan kích phát máu nóng trong người thương kiến hùng cuối cùng ba vị trưởng môn cho rằng Ngưu hữu đạo vẫn không quá cam lòng đối với sự việc đã bàn bạc xong vẫn muốn giết thương kiến hùng tuy rằng quả thực là đang ép cung nhưng đôi khi nói rõ ràng ra quá cũng không thích hợp quản phương nhi và vu chiếu hành lặng lẽ đờ ra tại chỗ trước lúc tới đây hai người chưa bao giờ nghĩ là họ có thể tham dự vào chuyện ép cung hoàng đế quốc gia thương kiến hùng cắn răng nghiến lợi nói đây là ý của hắn hay là ý của ba đại phái mạnh tuyên dám làm thì dám chịu bệ hạ sớm quyết định đi chúng ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi đừng ép chúng ta quyết định thay cho bệ hạ thương kiến hùng bi phẫn nói quả nhân vô tội mạnh tuyên nếu bệ hạ vô tội vậy thì là đồng mạch có tội mời bệ hạ hạ chỉ đi chương 1264, Thái Giám chết dẫm đừng cản đường. Dù sao cũng là trọng thần cấp bậc thừa tướng của cả một quốc gia, trừ khi ám sát, bằng không trong cả lãnh thổ nước Yến này không có ai dám giết bừa. Dù là chính như hữu đạo cũng không dám trắng trợn sằng bậy. Không có tội danh mà giết bừa sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên vẫn phải danh chính môn thuật. Đối phương nói vậy là đã thể hiện thái độ của ba đại phái. Thương kiến hùng không còn đường lui, đồng mạch không chết, ông ta phải chết lựa chọn ra sao quả thực cũng không khó thương kiến hùng sai người gọi cao kiến thành đến không nói cao kiến thành phải làm gì chỉ bảo nghe theo dặn dò của ba phái sau đó phối hợp với điền vũ bản thân thương kiến hùng âm u xoay người rời đi thất thểu đi về phía thâm cung tuy đã lựa chọn nhưng thực sự ông ta không có cách nào tự mình ra lệnh việc đêm qua đồng mạch coi trời bằng vung cả gan làm loạn cung lâm sách công bố liên tiếp tội danh của đồng mạch sai cao kiến thành nghiêm tra ban đầu cao kiến thành còn không biết mình được bảo làm gì vừa nghe một lát mới hiểu liền quay lại nhìn về phía hoàng đế bỏ đi lặng lẽ đánh mắt cho điền vũ điền vũ do dự khó khăn nhưng vẫn phải gật đầu đầy cay đắng với cao kiến thành tương đương với xác nhận đó là ý của bệ hạ cao kiến thành thở dài vậy thì mời đại tổng quản truyền lời cho thống lĩnh cấm quân đến đây đi điền vũ gật đầu phất tay cho một thái giám đi mời lát sau dựa theo bố trí của cao kiến thành một đội cấm quân xông tới chỗ đồng mạch và thương vĩnh trung đang đứng dưới chân tường các ngươi làm gì các ngươi muốn làm gì thương vĩnh trung sợ đến hồn phi phách tán dựa sát vào mặt tường kêu lên hoảng loạn sau đó mới phát hiện là mình lo xa cấm quân không động đến ông ta chỉ bắt giữ đồng mạch bệ hạ ta muốn gặp bệ hạ lão thần muốn gặp bệ hạ đồng mạch cao giọng hô lên chỉ hô vài tiếng không ai cản ông ta ông ta cũng chỉ đau buồn vài câu rồi thôi đồng mạch là người hiểu rõ biết sau một kích sinh tử tối qua mình đã thua, dù hò hét thế nào cũng vô dụng. Điều này đã nằm trong dự liệu của ông ta, một người đàn ông đội kim quan ở ngoài chiều đường thấy thế liền giật nảy cả mình, muốn chạy tới hỏi han. Ai ngờ một lão thần bên cạnh đột nhiên bước lên trước, kéo y lại, trầm giọng nói. Thái tử, chuyện tối qua huyên náo quá lớn, đồng tướng thua rồi. Thắng thì hô mưa gọi gió, thua thì vạn kiếp bất phục. Thái tử hiện giờ phải lập tức số sạch quan hệ với đồng tướng, chứng minh đêm qua người không có bất cứ quan hệ gì. Thái tử vừa giận vừa đau lòng, đồng mạch là ông ngoại của y, cũng là chỗ dựa quan trọng giúp y có thể ngồi vị trí thái tử vững vàng bao nhiêu năm trên chiều. Bên cạnh lại có người đi lên khuyên ngủ, thái tử phải cân nhắc, thiết nghĩ không thể kích động. Hiện giờ còn phải làm việc theo quy tắc của bọn họ. Một khi ép họ mạnh tay, ngay thái tử cũng không được tha cho. Không thể gây chú ý cho họ, một khi để họ lầm tưởng người và đồng tướng như thể chân tay thì phiền phức lớn thái tử nhất thời cả kinh, suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ở nơi khác, một người phụ nữ đứng ở cửa hông hậu cung nghe tin chạy ra, phượng quan hoa y, nhấc váy chạy vội tới, cao giọng hô lên. Dừng tay, ai cho các người vô lễ với đồng tướng như thế? Cấm quân đang muốn bắt giữ đồng mạch rời đi, mấy người như hữu đạo cũng đang muốn rời khỏi, người phụ nữ này xuất hiện lại khiến mọi người dừng bước chú ý. Người nào vậy? Nghiêu hữu đạo hỏi một tiếng, cung lâm sách bình thản đáp, đồng hoàng hậu, con gái của đồng mạch, như hiểu đạo à một cái, lúc trước đúng là hắn không quan tâm đến phương diện này. Mặc dù biết con gái đồng mạch là hoàng hậu nước Yến, nhưng nếu không được nhắc nhở, quả là hắn không nhớ tới một người phụ nữ như thế. Thái tử, nhanh ngăn cản hoàng hậu, nhanh, lão thần vừa kéo thái tử chợt đẩy thái tử một cái. Thái tử hoảng hốt, chạy như bay tới chặn lại, đồng mạch quay đầu nhìn lại, cuống lên, muốn quay sang, lập tức bị quân sĩ cấm quân ấn lại. Đồng mạch cố sức quay đầu, cất tiếng đau buồn hô lên. Về đi, chuyện không liên quan đến con, mau quay về. Thái tử vội vã chạy tới kéo cánh tay người phụ nữ, nhỏ giọng hấp tấp nói. Mẫu hậu, quay về, mau quay về đi. Phụ thân là chỗ dựa cho vị thế mẫu nghi thiên hạ nước yến của mình, cũng là chỗ dựa vững chắc cho con trai mình mai sau thượng vị, làm sao có thể bỏ mặc. Đồng hoàng hậu thật sự tức giận, giấy dụa chỉ vào thống lĩnh cấm quân khiển trách. Quan khiếu, ai cho ngươi lá gan dám động vào đồng tướng lập tức thả người chờ bổn cung đi gặp mặt bệ hạ thống lĩnh cấm quân nhất thời khó xử hoàng hậu lại hạ chỉ mẫu hậu đồng tướng đã nói rồi chuyện không liên quan đến người thái tử lôi kéo mẫu thân cố gắng nhắc nhở điền vũ dẫn mấy thái giám nhanh chóng chạy tới chắp tay mời nương nương hậu cung không được tham chính mời nương nương trở về y hung hăng nháy mắt với hoàng hậu lúc này điền vũ vẫn có lực uy hiếp trong cung không ai dám không nể mặt y lúc trước nghe thái giám cấp báo nói là phụ thân gặp chuyện, đồng hoàng hậu mới vội vã chạy tới, bây giờ thấy Điền Vũ cảnh báo mới bình tĩnh lại. Bà ta cũng đã sống ở thâm cung bao nhiêu năm, tuy ỷ của đồng mạch làm chỗ dựa nên không cần e ngại quá nhiều, nhưng bà ta vẫn hiểu một số việc, liền mau chóng đánh giá tình hình chung quanh, nhìn thấy trưởng môn ba đại phái ở đây, con người chợt co rụt lại. Bộp bộp bộp, như hữu đạo chống kiếm chậm rãi đi tới, phu chiếu hành và quản phương nghi đi theo hai bên, có thể nói một tấc cũng không rời. Long Hưu, mạnh tuyên và cung lâm sách thấy nghiêu hữu đạo đi sang thì cau mày hoặc vô cảm cung lâm sách lắc đầu thở dài cần gì phải chạy ra tự chịu chết từ ban đầu suốt cả sự kiện đôi bên bàn bạc điều kiện rồi nói tới đồng mạch không biết có phải lơ là hay không mà nghiêu hữu đạo không hề nói gì tới người của đồng ra trong hoàng cung đi đi đồng mạch sốt ruột la lên vốn không ngủ một đêm hai mắt càng đỏ lên vì tơ máu đồng hoàng hậu bắt đầu lo sợ theo thái tử lôi kéo cúi gầm đầu muốn tránh khỏi nghiêu hữu đạo chuyển hướng rời đi nơi khác. Chậm đã, Nưu Hiếu đạo gọi theo, đồng thời phất tay ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức lắc mình đi lên, chắn trước hai mẹ con hoàng hậu, giang tay cản lại, cười híp mắt nói: "Đạo gia có chuyện, hai vị chờ đã." Mẹ con hai người nhất thời nơm nớp lo sợ, có cảm giác sợ hãi người phụ nữ trước mắt như đối mặt với rắn rết. Quản Phương Nghi không biết bản thân mình có nên mừng thầm một cái hay không. Bà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hoàng hậu một quốc gia lại phải sợ mình như vậy nếu còn ở tề kinh năm đó chỉ tưởng tượng thôi cũng đừng hòng hoàng hậu nước tề làm sao thèm để mắt đến bà ta bà ta nhớ mang máng năm xưa hoàng hậu nước tề chê bà ta làm bẩn danh tiếng tề kinh suýt nữa đã đuổi bà ta ra khỏi tề kinh sau đó không biết sao lại sống chết mặc bay nghiêu hữu đạo đi tới điền vũ lập tức cản trước mặt mẹ con hoàng hậu cười làm lành nói đạo gia phụ nữ trong cung không có kiến thức là lão nô không quản giáo tốt nghiêu hữu đạo nhíu mày tránh ra điền vũ gượng gạo khó có thể dịch bước Như hữu đạo giơ kiếm lên vỗ vỗ cánh tay y thái giám chết giấm đừng cản đường điền vũ đành phải cười làm lành tránh ra nhường đường về phía sau Như hữu đạo cười hỏi đồng hoàng hậu đồng hoàng hậu rụt rè hỏi ngươi là người phương nào Như hữu đạo tại hạ là Như hữu đạo ở châu nam nước yến ra mắt hoàng hậu nương nương hắn chắp tay nho nhã lễ độ khom lưng vừa nghe người này chính là Như hữu đạo kết hợp với phụ thân bị bắt giữ bà ta không thể nào không biết chuyện tối hôm qua. Càng ngày càng hiểu chuyện đã xảy ra, bà ta càng sợ hãi, bắt chặt tay con trai thêm mấy phần. Thái tử cảm giác được sự sợ hãi của mẫu thân, chương 1265, lần này hắn vì ta mà đến một. Nghiêu hữu đạo chuyển mắt sang y, hỏi, vị này lại là ai? Thái tử lập tức căng thẳng, điền vũ vội trả lời. Quan viên trong chiều, y cũng chỉ có lòng tốt thôi. Nghiêu hữu đạo, quan viên trong chiều, trang phục này không giống quan viên trong triều lại dám bám víu hoàng hậu nương nương vậy sao? Vị này hẳn là thái tử đương triều đúng chứ? Đồng mạch hốt hoảng lớn tiếng nói, như hữu đạo, ai làm nấy chịu, việc này không quan hệ gì với bọn họ, không có quan hệ gì với bọn họ. Người có oán thù gì thì nhắm vào lão phu, lão phu tội đáng muôn chết, lão phu nhận, như hữu đạo nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là người một nhà, tình sâu, thấy thái tử bị cản, có triều thần muốn xông lên hộ giá, lại bị lão thần lúc trước cản thái tử ngăn lại tận tình khuyên nhủ. Không thể đi qua, không thể đi qua, không thể để cho tặc tử kia cho rằng thái tử thế lớn. Chẳng lẽ phải trơ mắt xem thái tử chịu nhục hay sao? Chư vị yên tâm, dù cho trưởng môn ba đại phái cũng không dám làm sằng bậy đối với hoàng hậu và thái tử. Hắn không dám, tuy triều thần theo hệ thái tử bị ngăn cản, nhưng mỗi người vẫn căng thẳng vô cùng. Cũng không thiếu triều thần nhìn sang với vẻ hờ hững, lạnh nhạt, cũng có thể nói là cười trên sự đau khổ của người khác xem ra là thái tử không sai thái tử đương triều hoàng đế bệ hạ tương lai của nước yến nghiêu hữu đạo mỉm cười nói thầm khẽ gật đầu với thái tử chính lúc này bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập mọi người thấy rất nhiều xe ngựa được cấm quân và tu sĩ hộ vệ chạy thẳng vào trong cung hứa lão lục nhảy xuống ngựa đi tới cạnh nghiêu hữu đạo bẩm báo đạo ra đưa người tới rồi nghiêu hữu đạo ừng một tiếng hai tay chống kiếm nói mang thích khách ra đối chất với đồng tướng hứa lão lục dạ một tiếng đi sang, truyền lời cho các cấm quân áp giải. Căn bản chẳng phải thích khách gì, tu sĩ bên phía Tử Kim động cũng bước nhanh tới chỗ Cung Lâm Sách, thì thầm bên tai ông ta. Cung Lâm Sách cau mày, người trên xe ngựa hạ xuống, nam nam nữ nữ thành đoàn, người nào cũng sợ hãi nhìn bốn chung quanh. Thấy đồng mạch bị bắt, có người sợ hãi bịt miệng lại. A, à, chúng thần ngoài chiều đường ồ lên, phát hiện người bị mang tới đều là người nhà của đồng mạch, không phải con gái thì là con trai đồng mạch. Nói chung những người đó là người nhà từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, cả đoàn người khoảng 7, 80 người. Những người này bình thường hoành hành khắp kinh thành, bây giờ sợ hãi co vào như chim cút. Dù bình thường là kẻ khi nam phách nữ, không biết thương người, thì bây giờ ở đây đều trắng bệch mặt, uy phong thường ngày không biết đi đâu hết. Cô cô, cô cô, hoàng hậu cô cô, đột nhiên có người nhìn thấy hoàng hậu liền hét lên, như nhìn thấy cứu tinh, muốn đi lên lại bị cấm quân dùng đao thương ngăn cản. Đồng hoàng hậu thì nhăn nhó mặt mày nghiêng đầu nhìn sang bên, không nhìn sang, lại như không nghe thấy gì. Thái tử khuyên can, tổng quản đại nội điền vũ khuyên can, cả đồng mạch khuyên can, hoàng hậu đã nhận ra điều gì đó, lúc này chỉ có thể cắt đứt quan hệ với đồng gia, dù bản thân bà ta là con gái nhà họ đồng. Bà ta không giúp được đồng gia, càng giúp phiền phức sẽ càng lớn. Người đồng gia hò hét cầu cứu, bà ta chỉ có thể coi như không nghe thấy. Ba trưởng môn các phái chậm rãi đi tới các triều thần từ xa đứng nhìn nhớ tới ngưu hữu đạo đồng phủ cả nhà từ trên xuống dưới đều sẽ không được tha nhìn người nhà mình môi răng đồng mạch run cầm cập ông ta cũng nhớ tới cảnh cáo trước kia của ngưu hữu đạo thân thể không rét mà run cao đại nhân đây chính là thích khách bỏ trốn ra khỏi thành tối hôm qua giao cho ngài ngưu hữu đạo nói với cao kiến thành cao kiến thành bình tĩnh không hé môi một lời đồng mạch la lên không phải thích khách họ không phải thích khách đều là người nhà lão phu Nói xong lời cuối cùng, tiếng la đã thành tiếng lẩm bẩm trong cổ, có cần phải tranh luận sao? Thua là thua, đúng là người ta bắt người nhà của ông ta đấy. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái hỏi, đồng tướng, người nhà của ông sao lại chạy ra khỏi thành giữa đêm hôm khuya khoát như vậy? Dù thế nào cũng không phải là kết bạn đi thăm viếng thân thích buổi tối chứ. Cao Đại Nhân, việc này thật kỳ lạ, hành vi của những người này rất quỷ dị, mà đêm qua lại phát sinh vụ án, cho dù không phải thích khách cũng có thể cấu kết với thích khách, mong ngài điều tra trả lại cho họ sự trong sạch. Gương mặt Cao Kiến Thành vẫn bình tĩnh, không nói lời nào. Nghiêu Hữu Đạo lại nói, đồng tướng nhắc nhở đúng, có thể là người nhà có cấu kết với thích khách. Làm phiền Cao Đại Nhân lập tức hạ lệnh khống chế đồng phủ, không nên để kẻ hiếm nghi bỏ chạy. Cao Kiến Thành vẫn không nói lời nào. Nghiêu Hữu Đạo, cung lâm sách đứng ở gần đó gọi. Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn, sau đó đi về chỗ ba trưởng môn. Cung trưởng môn có gì sai bảo? Cung lâm sách nói, như vậy là được rồi. như hữu đạo hỏi ngược lại, ba đại phái chết nhiều đệ tử như vậy, chỉ giơ đánh khẽ như thế là thôi hay sao? cung lâm sách thầm mắng chuyện này chẳng quan hệ gì với ngươi, miệng lại nói trước con mắt các triều thần làm quá đáng sẽ có ảnh hưởng xấu. như hữu đạo, ta đang muốn cố gắng bù đắp lại tổn thất của ba đại phái. tối hôm qua vận dụng thiên kiếm phù không phải là con số nhỏ, mà tài lực của đồng gia thật sự to lớn khó mà tưởng tượng được ta cảm thấy đồng mạch đã nhận tội thì nên bị xét nhà. Gia nghiệp đồng gia dùng để bù đắp cho tổn thất của ba đại phái hẳn là hợp tình hợp lý. Gia sản đồng gia, ba vị trưởng môn có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều hơi biến đổi. Long Hưu càng nhớn mày hơn, thấy ba vị trưởng môn không lên tiếng, Nhiêu Hữu Đạo lập tức quay đầu trở lại, tới cạnh Cao Kiến Thành, giơ tay vỗ bả vai ông ta. Cao Đại Nhân, mau đi, không nên để kẻ hiềm nghi chạy mất. Nếu đều một tên chạy mất, ta sẽ bù lại một tên từ trong cung. Lúc hắn nói lời này thì lạnh lùng quét mắt về phía hoàng hậu và thái tử, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cao kiến thành ba cái, có vẻ như nhắc nhở đối phương. Mẹ con hoàng hậu chợt kinh hoàng, đều hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo. Đồng ra có một kẻ chạy thoát, hắn sẽ lôi mẹ con họ ra cho đủ số. Cao kiến thành chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Điền Vũ. Điền Vũ thì lại nhìn về phía trưởng môn ba đại phái, không thấy ba người kia có phản ứng gì, lòng đã hiểu rõ, liền nhìn sang Cao kiến thành, vẻ mặt do so dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đành gật đầu rất khẽ. Cao Kiến Thành lập tức truyền lệnh cho cấm quân, cấm quân điều động một đội nhân mã vội vã chạy đi, bao vây đồng phủ. Kẻ hiềm nghi ở hiện trường, từ trên xuống dưới của nhà họ đồng bao gồm đồng mạch đều bị áp giải đi. Như hữu đạo không ngăn cản, với người ở cấp bậc như đồng mạch, nhất định phải có một lời giải thích nhất định. Hắn không thể rút kiếm làm thịt đồng mạch ngay trước mặt bao người. Lâm Triều đã bị thủ tiêu, chư thần dần dần tản đi. Mấy ngày kế tiếp, nhiều hiếu đạo ở trong cung, tự mình theo dõi án của đồng mạch, không biết vô ý hay cố tình kéo vụ việc về phía cao kiến thành. Ba đại phái rõ ràng muốn bảo đảm cho thương kiến hùng. Có ba đại phái cản trở, lửa không thiêu được tới thương kiến hùng. Dù cho dính dáng gì đến thương kiến hùng cũng sẽ bị tẩy xóa sạch sẽ, tất cả chỉ hướng đồng mạch. Tội danh lớn như vậy rơi xuống đầu, hầu như là tội chu di cửu tộc. Đồng phủ bị xét nhà, toàn gia bị tống hết vào ngục giam. Tất cả các thân thích xa gần, cô bảy cô tám của đồng gia, phàm là kẻ mượn thế lực của đồng gia để phất lên, nhiều hữu đạo không tha cho một ai. Đối với những người này, ba đại phái không quan tâm, cảm thấy chẳng đáng nghĩ, tùy tiện cho nhiều hữu đạo dày vò. Người có dính líu trong đó đạt tới con số mấy nghìn. Những người suýt bỏ chạy được của đồng gia là con cháu trực hệ của đồng mạch, toàn bộ bị chém đầu trước mặt mọi người khác, nhanh chóng phán quyết. chương 1266, lần này hắn vì ta mà đến khai. Trong đại trạch đồng gia tất nhiên không chỉ có bằng ấy người. Đồng mạch thích nữ sắc, thu thẳng vào phòng cũng đã có mấy trăm người, còn thêm rất nhiều nô bộc. Kẻ quan trọng nhất đã bị tru diệt toàn bộ, còn lại những kẻ liên lụy cũng coi như xung công, nam bị phạt đi quân đội biên giới làm lao dịch, nữ bị phạt làm tiện dịch hoặc bán vào thanh lâu. Đồng thị làm sóng làm gió bao nhiêu năm hầu như bị Ngưu Hữu Đạo nhổ tận gốc. Tình thế vẫn chưa dừng ở đó, nhận được ý của Ngưu Hữu Đạo, cao kiến thành ngầm phối hợp. Tường đổ mọi người đẩy càng ngày càng có nhiều báo cáo cuối cùng cũng kéo tới thái tử và hoàng hậu trong cung đồng mạch còn tại vị đã nâng đỡ hai người nhiều năm gây ra bao nhiêu chuyện mẹ con hai người muốn rũ sạch là không thể như hữu đạo buông tha mẹ con bọn họ đi trong thiên lao mới một thời gian không gặp mà đồng mạch đã tuổi già sức yếu tóc trắng phao ở trong lao tù cầu khẩn như hữu đạo bên ngoài trấn song là do ông ta nhiều lần cầu khẩn được gặp mặt như hữu đạo mới đến một chuyến xem xem ông ta nhất định muốn gặp mình làm gì Ngưu Hữu Đảo khẽ mỉm cười, đồng tướng quả nhiên là đồng tướng, thân trong tù ngục vẫn nắm rõ chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Đồng mạch, đồng gia đã như vậy, người thân là người trong giới tu hành, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt người thế tục chúng ta? Đã chết nhiều người lắm, còn thêm một cái mạng của lão phu nữa. Ngưu Hữu Đảo, còn nhớ chữ Vương không? Theo ta biết, tinh nhuệ quân yến bị ông tàn hại có đến tận mấy trăm nghìn người. Chuyện xét nhà diệt khẩu này, dường như ông đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu người bị ông hại nhà tan cửa nát rồi. Ông có từng buông tha cho những người kia, đồng mạch nắm chặt chấn xong nhà tù, vẻ mặt già nua đầy tang thương lắc đầu. Kỳ thực ngươi và ta đều biết người làm chủ thực sự sau lưng là ai. Ta chỉ là một cây đao trong tay người khác mà thôi. Nghiêu hữu đảo, ông tìm ta chỉ vì nói những chuyện này. Đồng mạch, có điều kiện gì cũng có thể đàm luận. Sự việc đã đến mức này, ông nên hiểu rõ, đã không còn dễ thu tay lại nữa. Những kẻ mơ ước vị trí thái tử kia sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng chỉ cần ngươi và ba đại phái ra tay ngăn chặn, tình thế sẽ có thể khống chế, bệ hạ sẽ phối hợp. Nghiêu Hữu Đạo không để ý tới nữa, xoay người đi. Đằng sau có tiếng gào hét của đồng mạch, nghiêu Hữu Đạo, đạo ra, đạo ra, ra khỏi thiên lao, thấy ánh sáng." Quản Phương Nghi đi theo rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Đạo ra, vì sao ngài không chịu buông tha cho mẹ con hoàng hậu?" Lần này bà ta thực sự bất ngờ, trong mắt bà ta nghiêu hữu đạo luôn luôn khoan dung rộng lược xưa nay không làm quá mức như lần này nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bằng được nghiêu hữu đạo bình thản đáp bởi vì thế lực của đồng mạch còn đó quản phương nghi ngờ vực không hiểu rõ lắm nhưng chỉ vì câu nói này đồng hoàng hậu và thái tử cuối cùng vẫn không thoát được một kiếp quá nhiều người tố giác có một tội trạng mà đến thương kiến hùng nhìn cũng phải hoảng sợ nói chung nghiêu hữu đạo cắn chặt hai mẹ con đó không tha cuối cùng đồng hoàng hậu bị lột bỏ tước vị hoàng hậu bị ném vào lãnh cung. Thái tử cũng mất địa vị thái tử, tước đoạt tất cả chức vị, nhốt vào U Đình. Đối mặt với sáu quốc gia hỏi tội, đồng mạch bị lăng trì xử quyết. Phần vụn thi thể sau đó được xếp vào sáu cái dương, đưa cho sáu quốc gia coi như trả lời. Giết một thừa tướng quốc gia để bồi tội, sáu quốc gia còn có thể nói gì? Nói là trọng lượng không đủ, vậy thì thừa tướng của cả sáu nước làm sao chịu nổi? Ba đại phái xử quyết thừa tướng nước Yến cũng coi như đã bàn giao cho nội bộ ba đại phái. Đồng gia từng gây gió gây mưa một thời ở nước Yến, đến đây tất cả vinh hoa tan thành mây khói, chỉ còn lại huyết lệ loang lổ, còn có vô tận thổn thức. Ngay cả bách tính đi ngoài đường cũng cảm thấy bầu không khí cả đế đô thay đổi, khắp đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán việc của đồng gia. Đồng mạch đổ, thái tử đổ, triều đình rơi vào hỗn loạn. Vài con phi cầm bay lên không đi xa, phía sau là kinh thành đế đô hùng vĩ, quản phương nghi nói. Ta còn tưởng ngươi nhất định phải giết chết mẹ con đó bằng được. Nghiêu hữu đạo, Vậy là đủ rồi, sống còn khó chịu hơn chết, có lẽ họ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Kẻ thay thế địa vị của họ sẽ không để cho hai mẹ con họ cơ hội vươn mình uy hiếp đến bản thân. Quản Phương Nghi, tiếc là để tên hoàng đế kia thoát được, như Hữu Đạo, mục tiêu của ta từ ban đầu vốn đã không phải y. Ba đại phái không thể để người của ta nắm quyền. Quản Phương Nghi kinh ngạc, chỉ vì đồng mạch, như Hữu Đạo cười không nói, đột nhiên đi tới, gây nên một trận gió tanh mưa máu, như Hữu Đạo cứ vậy mà đi thôi trong cung khu vực phế tích đang được xây dựng lại đại tư đồ cao kiến thành đi ra từ ngựa thư phòng mặt vô cảm rời khỏi cung ngồi lên xe ngựa trở về nhà mình không đi cửa chính mà đi cửa hông thành viên trong gia tộc họ cao có rất nhiều quan viên trong đó không ít người từng là vây cánh trước đây của đồng mạch nhưng chiều gió thay đổi trở về thư phòng của mình phạm chuyên bưng bê trà nước lên chờ mong hỏi bệ hạ tìm lão ra là để thương nghị chuyện chống chức vụ đại tử không Cao Kiến Thành ngồi sau bàn gật đầu, để ta bổ khuyết, trước tiên phải ổn định triều chính. Ngày mai Lâm Triều sẽ thương nghị việc này, Phạm Chuyên nở nụ cười, luận uy vọng và lý lịch, lão gia lúc này tất nhiên là được chú ý nhiều nhất, quần thần tất nhiên đồn dập tán thành, chỉ làm cho đủ lễ tiết thôi, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Cao Kiến Thành cười khổ, trong mắt bệ hạ, quan trọng nhất vẫn là ta có cửu oán với nhiều hữu đạo. Phạm Chuyên gật gật đầu, biểu thị tán thành, nâng cốc trà hấp một ngụm ấm cổ, cao kiến thành lại hỏi nghiêu hữu đạo đi rồi có để lại tin tức gì cho ta không phạm chuyên chưa lấy được bất cứ tin tức gì cao kiến thành thả chén trà xuống than thở chạy tới khuấy lên một trận gió bão hỗn loạn để kẻ khác dọn dẹp hắn thì nhẹ nhàng đi như mây gió rồi phạm chuyên cười nói chí ít để lão ra nhặt tiện nghi một hồi kiếm lợi cao kiến thành hơi lắc đầu ngươi còn chưa hiểu sao ban đầu ta cũng bị loạn mà không hiểu mãi đến tận lúc hắn cắn chặn mẹ con hoàng hậu không tha, ta mới hiểu ra. Đông mạch đổ, thái tử cũng xong, thế lực đồng hệ triệt để cây đổ bầy khỉ tan. Lần này hắn đến là vì ta, là vì quét sạch chướng ngại vật trên con đường thượng vị và nắm quyền của ta, muốn đẩy ta lên cao. Hả? Phạm chuyên xứng sờ.